chào tất cả các bạn. Khóa chỉ được đấy. Ok ạ, mình tiếp tục với nội dung trong cái môn dạy của anh Tư các bạn nhé. Theo như là của bạn có phần hồi này, nhưng mà theo mình cũng đã từng có ôn luyện và thi thì đa số những thứ tự, tức là khoảng đâu đó khoảng 70-70% các câu hỏi thứ tự nó giữ nguyên cho đến những bài thi này, nhưng mà trong đó vẫn có một vài trường hợp không nhiều là thứ tự có thay đổi. Yeah, tức là cái thứ tự này thì nó thực sự là nó không chuẩn theo một theo tất cả các câu hỏi, được chưa? Nó không chuẩn theo các câu hỏi các bạn nhé. Đấy, có sự xáo trộn, các cái đáp án có sự xáo trộn. Đấy, cho nên là mình nên các cứu ấy, nên nhớ chính xác chứ đừng nên nhớ là theo tuần tự từng đáp án từng đáp án. Đấy, và có một cái điều rất là vui là trong lớp mình thì cũng có được anh Nguyễn Trung Hiếu cũng như mới phát lên AZ thứ tư vào sáng ngày hôm nay. À, slide của tôi. Thằng nó đang khởi nghiệp. Bạn có nó đi mang bến thế giới di động. Thằng được bên mail 10 triệu cho mấy. Lui vừa xong vừa tặng. Nhờ vừa tặng cho chiếc xe. Sẵn ra. Thằng Trung nhận hay hay rồi. Alo. Các bạn nghe thấy ok chưa? Mình nghe thấy đỡ hơn chưa các bạn ơi? Ok rồi, ok. Nhận nghe tốt rồi thầy. Vâng, ok ạ. Về mặt tiền kiểm sao ạ? À, mình có thấy là bị nhòe, bị mờ hay gì không ạ? À, tháng nay thì anh Nguyễn Trung Hiếu thì vừa pass cái môn AZ Lý Thư của anh Hiếu trong những cái thời gian mà mình nghỉ giữa các buổi học ấy ạ.
thì anh có tập trung anh ôn bộ đâm mà mình có gửi lên trên lớp mình đấy ạ. Đấy thì anh ôn khá là kỹ và sáng ngày hôm nay thì anh thi và đã pass rồi. Đấy. Mình học xong thì thi online, offline đều được hay chỉ thi online? Cái này thì mình thi kiểu gì cũng được bạn ạ. Hình thức thi là mình tùy chọn nhá. Offline cũng được mà online cũng được. Đấy, nếu như mà mình tức là mình chưa tự tin lắm hay là mình hơi khó về mặt giao tiếp tiếng Anh ấy. Thật ra thì bởi vì thi online ấy, thì là sẽ là bên phía Pearson VOE họ sẽ coi thi mình. Được chưa? Thì cái ông giám thị ấy, ông sẽ là người nước ngoài. Và đa số thì mọi người hay phản ánh là người Ấn Độ trong thi, người Ấn Độ. Đấy. Thế thì mình thấy rằng là trong các buổi thì họ giao tiếp với mình thường không quá nhiều đâu. Họ giao tiếp với mình không quá nhiều. Trừ khi là mình có những cái hành vi bất thường gì đấy thôi thì họ mới nhắc nhở nhiều thôi. Còn lại thì họ cũng khá là thoải mái thôi. Và trình tự làm check-in, trình tự thủ tục thì nó giống nhau hết rồi. Đấy. Lần đầu tiên các bạn mà đăng ký thi online có thể sẽ bỡ ngỡ thôi. Còn những lần sau là sẽ quen và dần dần là thích thi online hơn. Thích thi online hơn là offline đấy. Còn offline thì thứ nhất là ưu điểm của nó là nó gọn, nó nhẹ. Đấy, các bạn không cần phải quá quan tâm đến các thủ tục nữa. Đến mang mỗi cái giấy tờ chứng minh, tức là căn cước công dân thôi. Mang cái căn cước công dân, chứng minh thư thì đấy. Đúng không ạ? Đến trung tâm thì họ làm các thủ tục khác cho mình luôn rồi. Và đến giờ thì mình vào thi thôi. Đấy. Thì nó gọn, nhưng mà nhược điểm là nó lại phải đi xa, đúng không ạ? Đấy, là phải đi, mất công đi đến cái nơi nào đấy để thi này. Đấy. Được chưa? Thứ hai nữa là nhiều khi mình không có thời gian, nhiều khi mình không sắp xếp được để mà đi như vậy, đúng không ạ? Còn thi, và đa số thì các trung tâm nó chỉ làm việc trong khoảng, sớm lắm thì chắc khoảng độ 6 giờ hoặc là 7 giờ sáng thôi. Cho đến khoảng độ 5 giờ, 6 giờ chiều thôi. Đấy, trong khoảng thời gian đấy thôi. Còn thi online thì nó khá là đa dạng, nhiều khi 8, 9 giờ tối đúng không ạ? Xong hết các công việc rồi mình ngồi vào bài thi, ngồi vào bàn làm bài thi ấy, thì nó vẫn hoàn toàn được thôi, đúng không ạ? Thậm chí 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đêm, đúng không ạ? Nó rất là thoải mái, đấy, miễn sao có người trông thi là được. Và thi online thì yêu cầu là hệ thống mạng của mình là phải ổn định, đấy, chập chờn là nó sẽ gây ra nhiều cái phiền toái trong quá trình mình làm bài thi. Còn về vấn đề đăng ký thi ý, thì nó dễ vô cùng luôn. Được chưa? Cái này thì là sau khi ôn xong nhá, mình sẽ có một buổi mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn đăng ký thi. Nó dễ, rất là dễ thôi. Đấy. Rồi nếu như bạn nào thích thi online thì thủ tục nó sẽ như thế nào này. Thi offline thì sao này. Thi online thì mình sẽ cần phải khoảng độ 10-15 phút mình làm thủ tục check-in. Đấy, chụp ảnh lại cái phòng thi rồi chụp ảnh các cái giấy tờ để gửi lên cho họ kiểm tra. Đấy, sau đó là proctor, cái ông giám thị, ông sẽ kiểm tra các cái giấy tờ của mình. Nếu mà thỏa mãn thì ông ấy bắt đầu là yêu cầu mình là có một đôi chút gì đấy giao tiếp với mình ấy. Yêu cầu mình là show cho ông ấy xem cái bàn bản thi thôi. Cái bàn để mình làm bài thi thôi, xem mình có đặt các cái đồ vật khác trên đó không. Đấy, thì họ khuyến cáo mình là nên dùng cái bàn trống, chỉ có cái thiết bị để thi thôi, chỉ có laptop hoặc PC thôi. Chỉ có laptop, PC, không có đồ ăn gì cả trên đấy cả, không có các thiết bị nào khác trên đấy cả. Đấy, đương nhiên là không có điện thoại, không có những cái khác rồi. Đấy. Sau đó là họ yêu cầu mình là show cả phần cổ tay. Đấy, từ phần cổ tay lên đến cánh tay. Để xem là mình có đeo các cái thiết bị hỗ trợ gì không. Đúng không ạ? Đeo đồng thô hồ hay là đeo cái gì vào đó không. Sau đó là mình vào làm bài thi thôi. Đấy. Sau đó là mình vào làm bài thi. Lần lượt từng bước cũng giống như quá trình đó thì giống như là offline. Đấy, nhưng mà với online thì mình khá là thoải mái, đúng không ạ? Trong những cái không gian mà mình khá quen thuộc. Đấy, cho nên là nếu như mà đã thi online một vài lần rồi là sẽ thích thi online hơn là offline. Đấy. Đơn giản lắm mà, không có gì cả. Thậm chí mình cũng không thành thạo, không giao tiếp tiếng Anh tốt, nhưng mà mình vẫn tham gia thi ok. Đấy, mình không nghe rõ người ta nói gì thì mình có thể là, tức là mình học trước một số các câu, mình một số các câu để mình có các cái tình huống ấy, mình tham gia, mình giao tiếp, đúng không ạ? Họ nói cái gì đấy, họ chào gì đấy mình không nghe rõ thì mình bảo họ là có thể chat được không, đúng không ạ? Đấy. Và nó cũng là các bước luôn rồi đấy. Các bước luôn rồi, đúng không ạ? Trong cái buổi mình sẽ hướng dẫn nhá,
thì bước này thì mình có thể chat gì, bước kia mình có thể chat gì, họ nói gì thì mình có thể là show cho họ xem một vài tình huống. Và ngay cả việc là thi online hay offline vậy thôi, nhiều khi nó sẽ có sự cố trong cái quá trình mình thi, nhiều khi sẽ có sự cố, nó bất ngờ thôi, đúng không ạ? Ví dụ như là mình rớt mạng, hay là thậm chí là cái ca thi đông quá chẳng hạn, cái giờ thi đông quá, thường là vào cuối tuần, ví dụ thứ bảy chủ nhật, thường thứ bảy nó sẽ đông hơn. Đấy, thứ bảy những cái giờ như là 9 giờ tối hay là 10 giờ tối gì đó, khoảng 9 giờ tối, 8 giờ tối đến 10 giờ tối, 8 giờ tối đến khoảng 9 rưỡi thì thường là nó khá là nhiều người thi, khá là đông. Đấy, hệ thống của họ đôi khi có thể là gặp một số các trục trặc, đúng không ạ? Thế thì mình cũng rất là bình tĩnh thôi, mình có thể là gọi, tức là nó có một cái nút để có thể giao tiếp với cả proctor, đúng không ạ? Mình có thể là gửi đi các cái tín hiệu phát ra là mình đang có sự cố gì đấy, yêu cầu họ hỗ trợ. Tất cả mọi thứ thì họ hỗ trợ mình rất là nhiệt tình, trong online và offline đều như vậy, được chưa? Rồi ạ. Đấy, thì trong buổi trước thì mình có tìm hiểu với nhau, đúng không? Qua 10 câu hỏi đầu tiên rồi. 10 câu hỏi đầu tiên, đúng không ạ? Đấy, các bạn cứ... Bởi vì mình có thể nói là mình cái quá trình mình học ấy, học và quá trình mình... Tức là học thì nó có phần là học để nắm bắt được cái môn này, đúng không ạ? Học để làm chủ, để có được cái lượng kiến thức. Và học để thi thì nó sẽ có đôi chút là khác nhau. Đấy, sẽ có đôi chút là khác nhau. Quá trình mình học để lấy một cái lượng kiến thức để làm sao đấy mình hiểu các cái nội dung được đề cập đến trong một cái môn ấy, đúng không ạ? Thì sẽ phải trải qua cái sự nghiền ngẫm. Mình sẽ có tìm hiểu về lý thuyết này, rồi các cái vấn đề xung quanh này, đúng không ạ? Sau đó cố gắng là mình sẽ có, đương nhiên là thực hành rồi. Các môn liên quan kỹ thuật luôn luôn phải có thực hành, đúng không ạ? Thực hành thì mình mới nhớ được, mình mới mường tượng ra được các kịch bản, mường tượng ra được các cái tình huống, mình có thể sử dụng được các cái công nghệ đó, đúng không ạ? Đấy. Còn trong quá trình mà mình thi ấy, thi thì gần như là không chỉ của Microsoft đâu, và đa số các hãng khác thôi. Đa số các hãng khác thì thi nó là một quá trình khác hẳn. Thi nó là một quá trình khác hẳn. Thứ nhất là các cái môn thi chứng chỉ quốc tế là xuất phát từ nước ngoài, thì đa số cái bài thi của họ thường là gắn liền với thực tế. Thường là gắn liền với thực tế. Đấy, gắn liền thực tế rất là nhiều. Các bạn có thể xem các câu hỏi, đa số đều là các câu hỏi tình huống, đúng không ạ? Đây, như là bạn có một cái Tenant 365 này, tình huống đưa ra là bạn cần phải làm cái điều này, thế thì giải pháp làm cái này có đúng không, hay là giải pháp đưa ra là gì, ABCD, đúng không ạ? Đấy, hay là để làm điều này thì bạn cần phải làm cái gì. Đấy, thì thường các câu hỏi trong các cái bài thi chứng chỉ quốc tế thường là khá là khó, bởi vì các bài thi này ấy, người ta yêu cầu là không chỉ là học các kiến thức ở trong các cái môn tương ứng là xong. Ví dụ như là bài thi AZ-104 thì không phải chỉ học kiến thức trong AZ-104 là xong, là có thể làm được. Người ta yêu cầu là phải có một chút kinh nghiệm thực tế, tức là phải có cái sự từng trải, đúng không ạ? Có sự va vấp, làm việc thì mình mới có thể là nắm bắt được các tình huống thực tế như này, thì không xa lạ và có thể tham gia thi, có thể lấy được chứng chỉ được. Đúng không ạ? Cho nên chứng chỉ quốc tế thường là nó có cái giá trị khá là lớn, khá là cao. Đấy, bởi vì cách đánh giá của nó là theo mình đánh giá là gần với thực tế, và thực sự là nó có một cái mức độ phân loại nhất định, đúng không ạ? Do đó thì để mà học để thi thì đương nhiên là mình cần phải có một cái sự điều chỉnh, cần phải có sự điều chỉnh nhất định, bởi vì bây giờ mình sẽ phải nhìn nhận nó dưới một cái tiêu chí khác rồi, đúng không ạ? Đấy, mình học và hiểu rồi, mình tìm hiểu rồi, mình phục vụ cho công việc thực tế nó là khác, và bây giờ học để thi thì ở đây mình có hướng dẫn, đúng không ạ? Và có phân loại đánh dấu theo các cái keyword để các bạn có thể là nhanh chóng mình học, mình ôn thi nó dễ hơn. Đấy. Thì cố gắng là mình sẽ theo các cái keyword thôi, cố gắng theo các keyword, được chưa? Nếu như có thời gian nữa, đúng không, thì mình có thể nghiền ngẫm, bởi vì trong đăm thì không phải lúc nào các đáp án của đăm nó cũng là chính xác. Đấy. Nhưng mà cái số lượng đấy thường nó không lớn, được chưa? Tức là số lượng các câu hỏi có trong đăm mà đáp án thì nó chưa thực sự là đúng, thì nó cũng có. Đấy, tỷ lệ phần trăm là nó cũng có, nhưng nó không quá nhiều. Đấy, để các bạn cũng không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Mình vẫn yên tâm để có thể tin tưởng bộ đăm này. Đấy, học theo dạng keyword, bởi vì thường bộ đăm bây giờ thì nó
thường khá là dài, đúng không ạ? Khá là dài, 300-400 câu nó là bình thường. Cho nên để học 300-400 câu này để vững chắc để mình đi thi được thì không thể nào mà mất nhiều thời gian được, đúng không ạ? Không thể nào nghiền ngẫm nó quá lâu được. Đấy, thì ở đây mình có các keyword đây rồi. Và đồng thời thì các buổi ôn thi thì mình cố gắng là làm sao đấy để mình có một lượt tìm hiểu, một lượt đọc thì mình cũng sẽ nhớ tốt hơn, được chưa ạ? Rồi, buổi trước thì mình đang dừng lại câu số 10 rồi, đúng không? Đã qua câu số 10 rồi. Đấy, thì mình tiếp tục với các câu hỏi tiếp theo nhé. Đấy, thì ở trong cái file đăm này nó cũng chia thành các bộ đề thôi ạ. Các bộ đề. Đấy, các bộ đề, câu số 11 của bộ đề thứ nhất, được chưa ạ? Đấy, ở đây mình đưa ra một cái tình huống là bạn có một cái Azure subscription tên là AZPT1, đúng không ạ? Nó chứa các cái tài nguyên được hiển thị trong trong bảng phía dưới. À đây đây, các bạn đợi mình một chút nhé. 1-2 phút thôi, đây này. Lắc quá, hình hơi mờ à. Cái này chắc là do mạng phía bên mình rồi. Lát quá, anh hơi mở. Rồi, vị trí ra một chút này. Hình có đỡ được hơn không các bạn ơi? Có bị nhòe, bị mờ nữa không ạ? Mở cái file PDF thử. Mở mỗi file PDF thôi ạ. Hiện tại là khá ổn thôi. À, ok ok ạ. Dạ ok. Cái file PDF bên trong này thì là nó đang rồi, sâu bên trong này thì là nó sẽ mờ thôi. Lát nữa mình sẽ sâu lại file PDF thì nó ok, đúng không ạ? Rồi, file VC có update không? File hiện tại một số câu sai PDF, một số câu không chọn, số câu không chọn chỉ đúng. À, cái VC này thì nó thực sự thì nó là khó khăn, bởi vì cái file VC thật ra là không có cái file VC này đâu ạ, mà là ở phía đội ngũ của cộng đồng Azure Việt Nam đấy ạ. Thì các bạn phụ trách thì các bạn ấy đã có convert, có chuyển đổi cho mình từ PDF sang VC để cho lớp mình dễ ôn tập hơn, để cho dễ ôn thi hơn, dễ ôn tập hơn, cho nó phù hợp với cả cái hình thức thi ở bên trong trong cái quá trình mình làm bài thi á. Cho nên là việc convert ấy, thì từ PDF này nó có một số hình ảnh này, hay là có một số cái câu hỏi ấy, như là sổ này, đúng không ạ? Đấy, chọn đáp án khi mà sổ xuống này, hay là drag drop này, đúng không ạ? Kéo thả này, nó sẽ gặp một số các cái sự vấn đề, nó sẽ gặp một số các vấn đề khi mình chuyển đổi như vậy, cho nên là nó hơi khó một tí, đấy, hơi khó khăn một chút. Đấy, nó có một số câu nó sẽ hơi sai với cả phía PDF, bởi vì là phía chuyển đổi mà, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải có, các bạn ấy đã có việc là làm sao đấy để mà đưa ra thành cái form để file VC nó chấp nhận và nó convert ra được. Thế thì vì convert mà, đúng không ạ? Các bạn nào đã từng convert ví dụ như PDF ra Word hay Word PDF gì đấy thì thường là nó cũng sẽ có đôi chút gì đấy là có bị lỗi, đúng không ạ? Lỗi, ví dụ như là lỗi phông. Đấy, thế thì khi mà chuyển đổi sang VC là nó cũng có một số cái vấn đề trục trặc như vậy. Đấy, thì rất mong các bạn thông cảm cho cái này. Đấy, và mình cố gắng mình ôn PDF thật kỹ. Đấy, có một số cái sai sót VC thì các bạn thấy là mình sẽ cố gắng là mình update, cố gắng là cập nhật cái thông tin của câu hỏi đó ngay khi mình làm bài thôi. Đấy chưa? Đấy. Rồi ok ạ. Đấy thì mình tiếp tục với câu này nhé. Cái Azure Subscription này, AZPT1 này,
nó chứa một số các tài nguyên như là storage 1 này, được chưa? Loại này cái kiểu là storage account, VNet 1 là virtual network, VM 1 là Azure virtual machine, đúng không ạ? VM 1 manage là quản lý về ổ cứng này, đúng không ạ? RVON 1 là recovery service vault dành cho VM 1. Đấy. Tức là nó quản lý về cái vấn đề backup và recovery cho máy VM1, đúng không ạ? Bạn tạo ra một cái subscription mới tên là AZPT2. Đấy, thì cái keyword ở đây mình có thể để ý đến đấy là AZPT1 và AZPT2. Bây giờ mình cần xác định xem là tài nguyên nào trên các tài nguyên này, tài nguyên nào có thể di chuyển sang AZPT2. Được chưa? Có thể di chuyển từ PT1 sang PT2 đấy ạ. Đấy. Thế thì các cái subscription mà nó là cái vé mà, đúng không ạ? Các cái tài nguyên nó giống như là các cái mặt hàng thôi. Thế bây giờ mình mua sắm đều là đưa vé ra để người ta trừ tiền, người ta tích vào trên cái vé của mình, đúng không ạ? Cho nên là mình hiểu là các cái đồ đạc này hay là các cái tài nguyên ấy thì nó sẽ được thuộc về một cái subscription, đúng không ạ? Như là AZPT1. Thế bây giờ mình có thể chuyển sang PT2 được không? Đúng không ạ? Thế thì hoàn toàn là được thôi. Tất cả các đối tượng này hoàn toàn có thể chuyển từ PT1 sang PT2 thôi. Từ storage account, từ VNet1, VM1, đúng không ạ? Đấy, đến đích của VNet1 này, hay là recovery service vault này, hoàn toàn có thể chuyển từ cái vé thứ nhất sang vé thứ hai, đúng không ạ? Đang tính tiền trên vé thứ nhất, đang trừ tiền, thì chuyển sang vé thứ hai để trừ tiền trên vé thứ hai thôi. Được chưa? Hoàn toàn có thể là chuyển được hết các cái tài nguyên này. Nhá. Thế thì đáp án mình nhớ là tất cả. Đấy, tất cả các tài nguyên, đúng không ạ? Cho cái keyword đấy là PT1, PT2. Câu số 12, đúng không ạ? Đấy, bạn mới tạo ra một cái Azure subscription có chứa một user tên là admin1. Admin1 thì cố gắng là triển khai cái Azure Marketplace Resource, đúng không ạ? Triển khai một cái tài nguyên bằng ARM template, đúng không ạ? Azure Resource Manager template. Đấy, triển khai một tài nguyên bằng template. Admin1 thì deploy template bằng Azure PowerShell, đúng không ạ? Tức là bằng giao diện dòng lệnh. Đấy. Cái này thì bạn nào từng làm lab của Azure 104 ấy, AZ 104 ấy. Đấy. Đúng không ạ? Lớp mình thì lại là về cái phần chú trọng vào quá trình ôn thi, quá trình là lấy chứng chỉ nhiều hơn. Thì cái này mình cũng nên khuyến cáo cho bạn nào mà tức là chưa có cái sự làm việc hay là chưa có nhiều kinh nghiệm với AZ 104 ấy, thì hoàn toàn các bạn có thể là theo file lab nhé, mình có gửi lên rồi, đúng không ạ? Trên cái đường link của nhóm Zalo của lớp mình ạ, đúng không ạ? Có slide này, có hướng dẫn lab này, đúng không ạ? Có file ôn tập này, thi chứng chỉ này. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể là làm lab trên các cái bài theo như cái mình hướng dẫn trên này, được chưa? Đấy, tất cả các bài của AZ104 đều có nốt trên này rồi, được chưa? Đều có nốt trên này. Đấy, và để làm lab thì các bạn có thể là liên hệ với admin để mình có được một cái subscription, có được một cái vé, được chưa? Có được vé để ra vào khu chợ. Đấy, nếu như bạn nào đang có vấn đề về subscription có thể liên hệ admin, đúng không ạ? Để có một cái vé nó rất là đơn giản thôi, chi phí nó cũng mình thấy là phù hợp, nó không quá là lớn để mình có thể triển khai, đúng không ạ? Triển khai làm thực sự các bài lab thì khi động đến các câu hỏi này nó cũng sẽ đâu đó là gợi lại được cho mình một số các hành động liên quan, đúng không ạ? Đấy, triển khai template bằng PowerShell, đúng không ạ? Và nhận được một cái thông báo user fail validation, đúng không ạ? Về mặt pushback, đấy, về mặt pushback resort, đúng không ạ? Error message là legal term, đúng không? Những cái quy định về pháp lý, đúng không? Nó chưa được accept cho cái subscription này. Đấy, đúng không ạ? Để accept thì có cái đường link mẫu như sau, đúng không? Thế thì ở đây keyword mình có thể để ý đến chính là cái đường link, đúng không ạ? Đường link và cái số này. Đấy, và có thể cấu hình deploy marketplace sau khi mà mình đã accept các cái yêu cầu về mặt pháp lý, mình hiểu như vậy, đúng không ạ? Tức là cái vé này của mình hoàn toàn là có được quyền để mà triển khai thôi, nhưng mà mình chưa đồng ý, chưa chấp thuận các cái yêu cầu về pháp lý, cho nên là đương nhiên là cái hành động mình làm ấy chắc chắn là phải accept cái legal term này, đúng không ạ? Các cái yêu cầu về mặt pháp lý này. Đấy, mình hiểu là sẽ cần có một hành động để chấp nhận, đúng không ạ? Để xét các cái yêu cầu về mặt pháp lý nó được thông qua. Đấy, thì ở đây nó đưa ra cho mình một số các câu lệnh, một số các cái yêu cầu để có thể thực hiện này, đúng không ạ? Từ PowerShell chạy câu lệnh set AZ manage subscription, để chạy câu lệnh này. Thì đây là câu lệnh này thì không phải, được chưa? Set Azure, đúng không? API manage subscription tức là chỉ là set về mặt API thôi, đúng không ạ? Từ portal này đăng ký Microsoft Marketplace Resource Provider,
Thì cái này cũng không đúng, bởi vì như mình vừa phân tích là cái subscription nó có quyền, có tạo được tài nguyên, chẳng qua là chưa giống như là mình khi mình cài đặt các cái phần mềm ấy, nó hay có một cái phần là accept license, đúng không ạ? Chấp nhận với các yêu cầu, chấp nhận với cả các cái quy định mà hãng đã đề ra, đúng không ạ? Chứ không phải là mình không có quyền cài đặt. Đấy, thì qua mình chưa đồng ý thôi. Cho nên không phải là việc mình liên hệ với provider, đúng không ạ? Nhà cung cấp. Tiếp theo, câu D là từ portal, đúng không ạ? Assign billing cho admin 1. Thế thì thông báo lỗi nó không liên quan đến thông báo lỗi nhé, không liên quan đến việc là gặp vấn đề về quyền, đúng không ạ? Gặp vấn đề về quyền. Thông báo lỗi cũng không liên quan đến vấn đề về chi phí, đúng không ạ? Không vấn đề về chi phí mà chỉ là về term thôi. Cho nên ở đây chỉ có thể là chạy câu lệnh là set azu marketplace term thôi. Đấy, marketplace term thôi. Mình có thể phân tích và loại trừ, đúng không ạ? Đấy, câu thứ nhất, đáp án thứ nhất thì liên quan đến API thì nó không đúng rồi. Cái thứ hai là liên quan đến việc mình cần phải đăng ký, mình cần phải giống như việc là mình chưa có thẩm quyền, mình chưa có quyền hạn để tạo ra cái tài nguyên này, đúng không ạ? Cái thứ tư là việc mình giống như là mình chưa thanh toán, mình chưa có khả năng chi trả, đúng không ạ? Thì cái lỗi, cái log, đúng không ạ? Cái message nó không đề cập đến những vấn đề này, thì chắc chắn là những cái đáp án này mình sẽ loại ra được thôi, đúng không ạ? Và chỉ còn đáp án C là thỏa mãn. Đấy. Đấy, thì ở đây keyword mình có thể tìm đến đấy chính là cái legal term theo cái đường link này. Để chọn vài đáp án sẽ là set az marketplace term. Được chưa? Chạy câu lệnh này. Đấy. Câu số 13, bạn có một cái Azure Active Directory tenant, có một cái Azure AD chứa 5000 user. Mình tạo ra một user mới tên là admin user 1, đúng không ạ? Đấy, mình cần phải gán quyền administrator administrative role cho AD user 1. Thế thì mình cần phải làm gì, đúng không ạ? Mình cần phải làm gì từ cái protect của account, đúng không ạ? Của cái account này. Đấy, thì ở đây nó đưa ra cho mình ba đáp án từ license, assign new license. Cái này không phải rồi, đúng không ạ? Cái này không phải rồi. Đấy, từ directory role blade. Directory role blade tức là nó có một cái phần là role ấy, đúng không ạ? Bạn nào còn nhớ thì là trên đây này. Portal này. azure.com này. Thế thì nó sẽ có một cái phần là role ở bên cạnh để mình click vào ấy khi mình tạo user chẳng hạn, đúng không ạ? Đây này, azure tenant này. User này. Đây, đúng không ạ? Role và administrator. Đấy, role và administrator. Đấy. Thế thì lúc này mình có thể là chuyển hướng đến cái role, đúng không? Và modify role cho user. Modify role cho user. Đúng không ạ? Đây này, assign role này. Đấy. Assign role, đúng không? Bên cái thanh blade, gọi blade. Đấy, mình có thể là chuyển hướng đến assign role, sau đó là gán thêm quyền cho user. Đấy, thì cái này là chính xác này. Từ group blade, đúng không ạ? Mình invite user vào group thì cái này nó không liên quan gì rồi. Đang muốn là gán một cái quyền, gán một cái role cho admin 1 thì đương nhiên mình phải vào admin 1, mình chuyển hướng đến role, sau đó là mình gán quyền, trao quyền cho cái user này thôi, đúng không ạ? Chọn quyền và trao quyền. Chứ còn việc mà liên quan đến license, gán license cũng như là add vào trong group thì là nó không liên quan, đúng không ạ? Đến các cái role này. Số 14 này. Đấy, thế keyword ở đây mình có thể có đấy là 5000 ở user cao nhé. 5000 user cao. Đấy. Đáp án sẽ là directory role, đúng không ạ? Đấy, câu số 14 bạn có một cái Azure Active Directory thì Azure AD tenant tên là console on microsoft.com, đúng không ạ? Chứa 100 user cao. Đấy, thì cái này nó chính là keyword. Các bạn cứ nhớ là trong các câu hỏi ấy, thì cái số ấy, nó sẽ là keyword, được chưa ạ? Số sẽ là keyword. Được chưa? Số sẽ là các keyword. Thì bây giờ mình pushback 10 Azure AD Premium P2 license, đúng không ạ? Mình tiến hành là thanh toán, mình tiến hành là sử dụng đăng ký 10 cái license P2 này cho tenant này. Và mình cần đảm bảo rằng là bạn cần được chưa? AD Premium feature. Thế thì mình cần làm những cái gì? Mình cần làm những cái gì để đảm bảo rằng 10 user này có thể sử dụng được
đúng không ạ? Thì lúc này mình mới liên quan đến license, lúc này mình mới liên quan đến việc là gắn license. Đấy. Thì từ cái tab license ấy thì mình sẽ tiến hành từ cái mục license ở trong Azure AD được chưa? Thì mình sẽ tiến hành là chọn assign license thôi, để gắn 10 cái license này cho 10 user, đúng không ạ? Thì tương ứng là 10 user đó sẽ có quyền có thể thực hiện, có thể sử dụng tất cả các cái tính năng của Premium, được chưa? Của Premium. Đấy, còn việc mời vào trong group thì không phải rồi, đúng không ạ? Mời vào trong group thì không liên quan. Đấy, rồi add thêm cái application, đúng không ạ? Thì cũng không phải. Rồi liên quan đến role, cái này thì lại không liên quan role, bởi vì cái này liên quan đến license, được chưa? Đấy, liên quan đến license. Cái này sẽ đi kèm với nhau thành một cặp, các bạn cứ đọc qua một chút, đúng không ạ? Mình thấy là liên quan đến role thì cần phải add role, liên quan đến license thì cần phải assign license. Đấy. Role thì cần assign role, license thì assign license. Câu số 15 này, được chưa? Bạn có một cái Azure subscription tên là subscription 1, đúng không ạ? Và một cái on premise deployment của Microsoft. Tức là trên phía on premise thì mình sẽ có là System Center Service Manager, được chưa? Đấy, SCSM. Được chưa? SCSM, một hệ thống có thể là quản lý cảnh báo, đúng không ạ? Subscription 1 thì có một virtual machine tên là VM1. Trên cloud có một máy ảo là VM1. Mình cần đảm bảo rằng là các cái cảnh báo, các cái alert từ phía SM, từ phía Service Manager. Đấy. Từ phía Service Manager, khi mà có một cái lượng RAM available, tức là lượng RAM còn có thể sử dụng được ạ. Đúng không ạ? Lượng RAM còn có thể sử dụng được của máy ảo VM1 xuống dưới 10%. Đấy, tức là cái RAM sử dụng của VM1 lên hơn 90% thì cần phải có cảnh báo của Service Manager. Thế thì mình cần phải làm gì đầu tiên? Thì cái này nó sẽ, đây chính là cái câu hỏi này thì các bạn thấy rằng là nó có thể là nằm ngoài cả lượng kiến thức của Azure nữa cơ, đúng không ạ? Nó không chỉ hỏi trên cloud mà nó còn hỏi cả phía on-premise nữa, của Service Center nữa, đúng không ạ? System Center Service Manager nữa. Đó. Thế thì trong trường hợp này để làm được thì mình cần phải triển khai. Đấy, mình cần phải triển khai một cái nó gọi là ITSM, IT Service Manager Connector. Đấy, connector, được chưa? Connector để nó có thể là lấy được các cái thông số từ phía VM1, đúng không ạ? Lấy được các matrix, sau đó từ cái thông số này mình sẽ tiến hành là đặt alert, đặt các cái threshold, đặt các cái ngưỡng cảnh báo, được chưa? Đấy, khi mà sử dụng lên hơn 90%, tức là lượng RAM còn lại dưới 10% thì sẽ bắn ra các cái cảnh báo, đúng không ạ? Đấy. Câu số 16 này, mình đăng ký Azure Active Directory Premium, được chưa? Đấy, đăng ký Azure AD Premium. Đấy, thì mình cần phải add user tên là admin1@contoso.com. Đấy, như là một cái người quản trị, như là một cái administrator trên tất cả các cái máy tính, được chưa? Trên tất cả các máy tính. Thế thì trên tất cả các cái computer mà join vào trong Azure AD. Đấy, tất cả các máy computer join trong Azure AD thì user admin1 này, đúng không ạ, là user administrator của các máy này luôn. Giống như việc là ở phía local ấy, ở phía local, đúng không ạ, mình có thể là tạo ra policy để add một user vào trong các local admin, vào trong cái group local administrator, đúng không ạ, của các cái thiết bị do trong domain. Thế thì mình cần phải làm gì? Được chưa? Mình cần phải làm gì? Thứ nhất là trong phần device setting, đấy, trong phần device setting từ phía device plate để mình quản trị, để mình có thể là tạo ra cái chỉ thị add user vào trong tức là add user thành cái group vào trong nhóm administrator của các computer, đúng không ạ? Rồi hành động thứ hai là mình sẽ tiến hành là tạo ra cái multi-factor authenticator, xác thực đa yếu tố, đúng không ạ? Từ trong user setting, đấy, trong cái phần là user blade, được chưa? Trong phần user blade hay là từ phía general setting, đấy, từ phần là group blade, đúng không ạ? Cái câu MFA, đúng không? Xác thực đa yếu tố và group thì mình có thể loại bỏ được rồi, đúng không ạ? Cái này nó sẽ liên quan đến device và user, add một cái user admin 1. Đấy, add một user admin 1 vào trong các cái computer, tất cả computer. Thế thì cái này thì mình sẽ phải chọn đáp án A, bởi vì là vào tất cả các computer. Thế thì mình cần phải vào phần device setting, để chọn vào phần device setting. Sau đó là mình có thể là admin 1, để chọn admin 1 vào trong nhóm
administrator tất cả các con user, mình cấu hình chung cho các user rồi. Ở đây chỉ muốn là một user cho tất cả các device. Thế thì đương nhiên mình cần phải vào device để add một user đó, đúng không ạ? Còn phía cài đặt chung của user thì mình không thể nào mà chọn một user để cho tất cả các device khác được, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ là phải là đáp án A, được chưa? Đấy, câu số 17 thuộc dạng là hotspot. Hotspot. Đấy, bạn có một cái Azure Active Directory tenant tên là console.com, đúng không ạ? Đấy, thì nó chứa các user sau: user U1, user số 1, user 1 là Cloud Device Administrator, user 2 là User Administrator. Administrator. Đấy, console thì bao gồm 10 máy Windows 10, được chưa? Bao gồm các Windows 10 device, bao gồm các Windows 10. Thứ nhất là máy thứ nhất, device 1. Đấy, do theo kiểu là Azure AD Registered, đúng không ạ? Dạng thứ hai sẽ là device 2, do theo dạng là Azure AD. Rồi. Đấy, bạn tạo ra các security group. Thứ nhất là group 1, member type, kiểu gán các thành viên là dynamic, là kiểu tĩnh assign. Đấy, và gán assign chủ của cái group 1 này là U2, user 2. Group 2 là dynamic device, tức là tự động add các cái device, add các thiết bị. Được chưa? Và owner cũng là U2. Thì cần phải chọn các cái đáp án phía dưới. Thứ nhất, U1 có thể add device to group 1. U1, user 1 có thể add device to group 1. Thì đây quản lý là U2, cho nên U1 thì mình thấy rằng là nó không có quyền, đúng không? Không có quyền, cho nên chắc chắn này sẽ là no. User 2 có thể add device 1 to group 1. Device 1 to group 1, được chưa? Hoàn toàn được. Đấy, U2 là quyền, đúng không ạ? Owner để add được. Có thể add được. User 2 có thể add device 2 to group 2. Đấy, device 2 to group 2. Thì cái device 2, cái group 2 ấy, thì nó là thuộc về dynamic device, được chưa? Nó thuộc về dynamic device. Đấy. Dynamic device. Dynamic device, cho nên là với user U2 thì nó sẽ không user U2 thì nó sẽ không có quyền. Đây, nó chỉ có quyền là với user administrator thôi. User administrator thôi. Đúng không ạ? Thì với cái dynamic device này thì U2 không có quyền add được device 2 vào trong group 2. Được chưa? Group 2. Trong group 2. Đấy. Thế thì đây, keyword của mình sẽ là chỉ có duy nhất U2 chỉ có duy nhất quyền là add device 1, được chưa? Vào trong group, vào trong group 1 thôi, còn lại sẽ là không quyền gì cả. Đấy. Rồi, tiếp theo này, mình có một cái Azure Subscription chứa một cái tài nguyên tên là RG26, tức là Resource Group, chứa một cái folder tổng là RG26, được chưa? RG26 thì đặt location là West Europe, đúng không ạ? Tây Âu. Đấy, và tạo ra một số các cái tài nguyên tempo, đúng không ạ? Tài nguyên tạm thời cho project. RG26 thì chứa các tài nguyên như ở phía trong bảng này. VM1 là Virtual Machine, là máy ảo, thuộc location là North Europe, đúng không ạ? Ở Bắc Âu, RGV1 tức là Recovery Service Vault 1, SQLD01, SQL Server, đúng không ạ? Ba cái tài nguyên đầu tiên là thuộc về North Europe. SA001 tức là Storage Account, hoặc là thuộc về West Europe. Thế thì SQLDB01 là backup của RGV1, Recovery Service Vault 1, được chưa? Khi project được hoàn thành thì bạn cố gắng là xóa cái RG26 từ Azure Auto, được chưa? Thì cái hành động xóa này là bị fail, là không thành công, không xóa được. Đấy, thì mình cần phải xóa cái RG26 thì trước tiên mình cần làm gì? Đấy, trước tiên cần làm gì? Tại sao nó không xóa được ấy? Thì các bạn tưởng tượng là cái SQLDB1 này nó là backup của RGV1. Backup của RGV1. Được chưa? Thì cái việc backup ấy, RGV1 ấy, thì nó sẽ có cái sự liên kết với cả SQL. Giống như việc là trong cái RGV1 ấy, trong cái Recovery Service Vault này này, nếu như các bạn có đặt một số các lịch backup, ví dụ như là mình đang thực hiện backup cho một máy ảo này, hay là mình đang thực hiện backup cho một cái thư mục, cho một cái file, cho một cái folder này,
hay mình đang thực hiện backup cho một cái máy ảo ở phía on-premise này, tức là các cái hành động trong recovery service vault ấy nó đang chạy ấy, nó vẫn đang thực hiện backup ấy, thì nó có phần protect, có phần protect cái resource group bên ngoài, được chưa? Muốn xóa được thì mình phải dừng hết các cái hoạt động về backup về bên trong cái recovery service vault, được chưa? Do đó lúc này muốn là trong recovery service vault mình tạo ra một cái bài lab để mình thực hiện test cái tính năng backup, test backup cho máy ảo này, test backup cho file, cho folder này, đúng không ạ? Đến khi xong rồi, đúng không? Bên trong đó có nhiều dữ liệu quá, đúng không ạ? Trong cái resource group của mình nhiều dữ liệu quá, không thể xóa từng cái một, mình xóa hẳn cái tổng luôn, tức là xóa bỏ cái thư mục mà chứa tất cả đối tượng bên trong ấy. Đấy, thì hoàn toàn lúc này các bạn có thể gặp lỗi, thì mình phải tiến hành dừng các cái job backup ở trong recovery service vault đi, đấy, dừng các job backup đi. Đấy chứ ạ? Sau đó mình mới quay ra mình xóa được cái resource group. Đấy, cho nên là trong tình huống này, đầu tiên mình cần phải làm đấy là stop bỏ cái hành động backup, được chưa? Stop bỏ hành động backup của SQL DB1 đi. Đấy. Thì keyword ở đây mình sẽ nhớ đấy là SQL DB01. Đấy, và đáp án sẽ là stop SQL DB01, được chưa? Đấy, có cả phần keyword cho cả đáp án, đúng không ạ? Cho cả đề bài. Câu số 19. Đấy. Bạn có một cái Azure subscription tên là subscription 1, được chưa? Và nó sẽ chứa virtual network tên là VNet 1. VNet 1 là một cái resource, là một tài nguyên, là một tài nguyên nằm trong RG1, được chưa? Nằm trong RG1. Đấy, tức là mình có một cái subscription 1 này. Trong subscription sẽ chứa tài nguyên, và để dễ thống kê, mình tạo ra cái thư mục chứa tài nguyên là RG1. Nhóm chứa tài nguyên RG1, bên trong RG1 tạo ra VNet 1. Đấy. Subscription 1 có user tên là user1. User1 thì có các role sau: role reader, role security admin, role security reader. Được chưa? Thế thì bạn cần đảm bảo rằng là user1 có thể assign reader, có thể gán quyền, được chưa? Gán quyền reader cho VNet1. Gán quyền reader tức là gán quyền đọc cái thông tin bên trong VNet1 ấy cho các user khác. Được chưa? Thế thì bây giờ mình cần phải làm gì? Đúng không ạ? Bây giờ bạn cần phải làm gì? Thế thì mình hiểu rằng là để có thể gán quyền một role ấy cho một user khác ấy, thì mình cần phải có quyền cao hơn, quyền contribute nhá. Mình sẽ có quyền read, quyền contribute, đúng không ạ? Quyền owner, quyền administrator. Thế thì quyền read là chỉ xem thôi, chỉ view thôi, không chỉnh sửa các thông tin bên trong được. Quyền contributor thì sẽ là có khả năng chỉnh sửa, update, đúng không ạ? Đấy, chỉ dừng lại thôi. Quyền owner, quyền administrator thì sẽ có khả năng là cao hơn quyền contributor, tức là có thể cấp thêm quyền cho các user khác nữa. Đó. Thì ở đây mình sẽ theo dõi này. Từ câu đáp án A thì là remove user U1 security zone, sau đó add assign U1 cho subscription, đấy là contributor cho subscription 1. Cái này thì chắc chắn là không có quyền gán rồi. Đúng không ạ? Không có quyền cấp thêm quyền cho user khác rồi. Đấy. Đáp án B sẽ là assign gán quyền U1 là user access administrator cho VNet1. Cái này thì là chính xác. Được chưa? Có quyền administrator trên VNet1 thì hoàn toàn là trên cả quyền contributor rồi. Hoàn toàn thể là gán quyền trên VNet1 cho các đối tượng khác nữa. Đấy. Câu C sẽ là assign U1 net contributor thì không phải. Network contributor thì cũng vậy thôi, chỉ dừng lại ở contributor thôi. Như vậy ở đây đáp án của mình sẽ là B. Được chưa? Đấy, keyword sẽ là assign the reader, được chưa? Đấy, các bạn cũng thể nhìn vào ba cái role này: reader, security admin, security reader. Được chưa? Đáp án sẽ là user access administrator. Đấy, user access administrator. Mình không cần phải nhớ hoàn toàn cả đáp án, mình chỉ cần nhớ một vài từ khóa thôi. Được chưa? Đấy, câu tiếp theo. Bạn có một cái Azure Active Directory, Azure AD Tenant tên là Contoso Cloud.microsoft, đúng không ạ? Đấy, công ty của bạn thì có public DNS zone là contoso.com. Đấy, contoso.com. Đấy, thì bạn add contoso.com là một cái custom domain cho Azure AD. Azure AD, đúng không ạ? Tức là default của tổ chức sẽ là contoso cloud.microsoft.com. Như vậy các user sẽ luôn luôn là nằm trong cái miền là onmicrosoft.com, được chưa?
luôn luôn có thông tin là onmicrosoft.com. Đấy, luôn có thông tin này. Thế bây giờ mình mới tiến hành là thầm domain để tạo thêm các cái user mới thì nó sẽ trở lại thành là console.com chứ nó không lấy cái on Microsoft nữa. Được chưa? Để nó giống với phía on premise, giống với phía local. Được chưa? Giống với phía local. Thế thì ở đây mình cần phải đảm bảo rằng Azure có thể verify được domain. Azure có thể verify được cái domain này. Không phải là việc mình add domain vào là ok là xong. Đúng không ạ? Như vậy thì các bạn có thể là khai báo bất kỳ một cái domain thì cũng không được. Mình phải đảm bảo, phải chứng minh được là mình là chủ của cái tên miền này thì trên Azure họ mới cho phép mình là verify, họ mới sau khi verify được họ mới cho phép mình là tạo ra các user có cái đối tượng, có cái phần prefix, có phần tên miền theo cái custom mình đã chỉ định, đúng không ạ? Thế thì để làm được điều này thì cái record nào của DNS mình cần phải tạo ra. Mình cần phải tạo ra. Thế thì mình có thể tạo đấy là bản ghi MX hoặc là bản ghi TXT. Được chưa? MX đây. Đây, mình có thể xem nhé. Ví dụ mình có một cái tên miền, mình có một cái tenant này. Mình có một cái tenant tên là, đây, switch tenant nhé. Đây, mình có một cái tên miền này. Nó sẽ là azuvn.onmicrosoft.com. Đấy, custom domain này. Đây này, azuvn104onmicrosoft.com chẳng hạn, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình muốn là custom thành một domain khác thì mình chỉ việc là add custom này. Đấy, ví dụ như là az104vietnamvn.vn. Đấy, được chưa ạ? Cái này chưa được ai custom, chưa ai thêm ở trên Azure. Thì mình add thôi. Khi mà add xong ấy, đây này, nó có hai phương án cho mình chọn nhé. Hai phương án cho mình chọn. Mình cần phải tạo bản ghi TXT hoặc là bản ghi MX ở phía DNS server của mình. Đấy, và các giá trị phải là như thế này. Đấy, thì Microsoft họ mới tiến hành verify cho mình được. Được chưa? Bắt buộc phải thêm vào. Mà muốn thêm được thì chắc chắn mình phải là chủ của cái tên miền đó. Được chưa? Phải là chủ tên miền này. Và sau khi xác minh xong rồi thì mình tạo các user mới, nó sẽ không kèm theo đấy là on Microsoft nữa mà nó sẽ theo tên miền custom mình thêm vào. Được chưa? Đó. Do đó ở đây đáp án nó sẽ phải là bản ghi mới. Chỉ có hai thôi nhá, mới hoặc TXT. Đấy, ở đây là mới rồi. Đúng không ạ? Ở đây mình sẽ chọn là mới. Thế thì cái keyword của mình sẽ là ensure Azure verify domain. Mình có thể nhớ là Azure verify domain. Azure có thể verify domain, thế thì chỉ có thể là mới hoặc TXT. Đấy, ở đây nó có MX, ok, chọn MX. Đấy, được chưa? Tiếp theo, câu số 21 nó thuộc về cái câu hỏi là yes no thì mình không quay lại được, không back lại được, đúng không ạ? Cái nốt của họ là như vậy. Đấy, mình có một cái Azure Active Directory, Azure AD tenant tên là Adatum, đúng không? Và một cái subscription tên là subscription 1. Adatum thì chứa một cái group tên là developer. Được chưa? Subscription 1 có một cái tài nguyên tên là dev. Bạn cần phải cung cấp cho cái, bạn cần phải cung cấp dev developer group với đúng không ạ? Developer group với một số cái với được quyền là group với được quyền là tạo ra Azure Logic App trên dev resource group. Được chưa? Giải pháp đưa ra là trên subscription 1 mình sẽ gán quyền. Đương nhiên là cái này sẽ liên quan đến quyền rồi, đúng không ạ? Để cho một group hay là để cho một user được phép làm gì? Được phép làm gì? Được phép tạo ra một tài nguyên, được phép xóa tài nguyên, được phép chỉnh sửa tài nguyên, được phép link tài nguyên đến đối tượng này, đối tượng kia, đúng không ạ? Được phép là gắn quyền, gắn thêm quyền cho user khác thì nó sẽ liên quan đến role, đúng không ạ? Nó sẽ liên quan đến role, liên quan đến quyền, liên quan đến IAM, liên quan đến role based access control. Đấy. Thì ở đây người yêu cầu mình là này, cần phải làm gì để developer group, đúng không, có thể tạo được Azure Logic App trên dev resource group. Đấy. Trên dev resource group. Giải pháp thứ nhất đưa ra đấy là mình sẽ gán quyền, gán dev test lab user role, dev test lab user role cho developer group
cho developer group thì cái này nó sẽ là no. Được chưa? Bao giờ ấy mình sẽ gán quyền là contributor trên developer group. Được chưa? Developer group. Đây này, tức là mình có gán quyền contributor cho developer group, tức là trên cái dev resource này này. Đúng không ạ? Để tạo được thêm mới thì hoàn toàn mình phải có quyền chỉnh sửa, đúng không ạ? Quyền read không được, các quyền khác không được, phải là quyền contributor trở lên. Contributor trở lên. Được chưa? Contributor rồi administrator rồi owner, đúng không? Đấy, nhưng chỉ được phép là tạo thôi thì nó sẽ chỉ là contributor thôi. Đấy, thì câu này một lần mình học một câu, đúng không ạ? Đọc một câu thôi nhưng mình có thể trả lời được những cái câu nữa, tức là một cái câu trả hỏi, cái solution, cái giải pháp họ đưa ra ấy. Cứ khác contributor thì là mình chọn đâu thôi. Được chưa? Bao giờ là contributor trên dev resource group dành cho developer group thì là ok. Được chưa? Thì là yes. Chỉ mỗi contributor thôi. Yeah. Nếu mình gặp lại thì nó sẽ tiến hành là yes no luôn. Đây, câu này giống hệt như vậy này. Đúng không ạ? Keyword của mình ấy sẽ là trong cái solution này. You assign, đúng không ạ? Bạn sẽ gán logic app operator cho developer group cũng no luôn. Bao giờ nó trở thành contributor thì mình mới tính đến yes. Được chưa? Đây. Đấy, on dev này, mình sẽ gán contributor role cho developer group, tức là trên cái như RG tên là dev, resource group tên là dev. Mình có quyền contributor thì đương nhiên mình sẽ tiến hành là deploy được một cái application trên đó rồi, đúng không ạ? Cái này sẽ là yes. Khác contributor thì sẽ là no. Được chưa? Đấy, câu tiếp theo. Drag drop này. Drag drop. Câu này thì nó không còn sử dụng nữa. Rồi, cái này mình bỏ qua được nhé. Câu này có thể mình bỏ qua được này. Câu này có thể bỏ qua này. Câu số 25 này. Đấy, bạn có một cái subscription tên là subscription 1. Được chưa? Chứa Azure Log Analytics. Đấy, Log Analytics. Workspace tên là Workspace 1. Mình cần phải view arrow event từ cái table tên là event. Được chưa? Rồi trong Workspace này mình sẽ lưu trữ các cái log analytics. Đấy. Log analytics trong đó có thành các event. Được chưa? Thành các event. Mình cần view một cái event lỗi từ cái bảng tên là event. Đúng không ạ? Với các cái query được hiển thị trong Workspace 1. Thế thì câu lệnh hay cú pháp mình thực hiện là gì? Thế đây mình sẽ là phải nhớ thôi. Đúng không ạ? Đấy, cái này mình sẽ phải nhớ thôi. Đấy, chưa động, chưa lap thì chắc chắn sẽ phải nhớ. Nếu như bạn nào lap rồi thì sẽ biết là cái cú pháp nó là gì. Ở đây sẽ cần phải là search in event. Sau sẽ là arrow. Đấy chứ? Search in event arrow. Đấy, trong cái bảng. Đúng không ạ? Search in event arrow. Rồi 26. Bạn có cái subscription chứa một cái virtual network tên là VNet 1 ở region là EarthUS 2. Được chưa? Đấy, một cái network interface của VM1 NL connected vào trong cái virtual network này. Đấy, connected vào trong virtual network 1. Thế thì bạn cần để đảm bảo rằng là cái quá trình deploy diễn ra hoàn thành, đúng không ạ? Đấy, hoàn thành các cái tài nguyên trên thông qua cái AZ, thông qua Azure Resource Manager Template, thông qua ARM Template. Được chưa? Đây, đưa cho mình đoạn code, đúng không? Đấy, đưa cho mình đoạn code này. Để đảm bảo được là triển khai, tức là mình có thể triển khai một máy ảo nhưng không cần phải click nữa, mà sẽ là liệt kê các hành động của mình trong một cái file JSON. Đấy, để khai báo máy ảo VM1 kết nối vào trong VNet 1 thuộc region EarthUS 2. Được chưa? EarthUS 2. Đấy. Thế thì ở đây các bạn có thể là xem API version 2017.03 này. Đấy, các tham số của máy ảo này. Được chưa? Rồi, sau khi đã tham khảo thì cần trả lời các câu hỏi. Đấy, keyword lúc này các bạn có thể xem đấy là API version này. API version. Rồi VNet 1 US 2, đúng không ạ? Đấy, câu hỏi họ đưa ra. Đây, VM1 và VM2 có thể kết nối VNet 1
có thể kết nối VNet 1. Đấy. Trên này thì nó sẽ có rất là nhiều các VM đúng không ạ? Đây có user này, VM size này, VM1 này. VM1 API này. Version tiếp này. Phía dưới dành cho VM2 này. VM2 cũng là Earth US2 này. Đây, size của VM2 này. Size của VM2. My, VM2 NL. Trên này cũng là VM1 NL. Earth US2 đúng không ạ? Đều là Earth US2. Đều là Earth US2. Zone 1. Network Interface, Network Profile, Network VM1 đấy. Rồi, VM1 và VM2 thì có thể kết nối vào VNet 1 hoàn toàn được, đúng không ạ? Hoàn toàn có thể. Hoàn toàn có thể có hai máy ảo này, V1, VM1, VM2. Hoàn toàn có thể bởi vì là VNet 1 thì cũng cùng trong region Earth US2. Đấy chưa? Cũng cùng trong region Earth US2. Đấy, cho nên VM1 có thể này. Nếu như Azure Data Center mà trở nên là unavailable thì VM1 và VM2 cũng thì VM1, VM2 sẽ trở nên là available, được chưa? Tức là nếu như có sự cố xảy ra đối với data center của Azure thì VM1, VM2 nó vẫn hoạt động được. Vẫn hoạt động được. Đấy. Vẫn hoạt động được. Đấy, cái này thì mình cần phải xem lại trong cái file template thôi, đúng không ạ? Nó có khai báo cái hành động về redundant hay không? Đúng không? Về dự phòng hay không? Câu mà về liên quan đến contributor như vừa rồi ấy, thì là như mình giải thích thôi. Nó chỉ đúng khi mà cái quyền của nó ấy phải là contributor. Các quyền khác thì là không không thể tạo thêm được cái ứng dụng trên nó được nhé bạn nhé. Nghe chưa? Contributor. Đấy. Nghe chưa? Chỉ có thể là contributor. Thấy chỗ chị Văn đó là đang làm ở trên PVC thầy, thì em test là em học PVC học tới câu đó rồi, nhưng mà tới câu đó khi mà làm PVC nó lại bắt buộc không phải contributor là đúng, thì nó hơi bị complete chỗ đó là trên cái PDF đó, nhưng mà học là em học thêm PVC là chủ yếu làm đó tốt từ đầu đến cuối 20 câu hoặc 50 câu PVC, tự nhiên tới đó mình lại bị complete chỗ đó, thành ra ấy em không update dùm cái PC kiểu chỗ đó cho đúng là contributor thì nó tốt hơn. Ok rồi, thì cái ý kiến này mình sẽ báo lại bên phía admin nhé, để nhờ họ sẽ update lại. Đấy, thì đa số đúng không, bên phía admin thì họ lại khuyến cáo là nên ôn tập trong cái PDF, nhưng mà PDF thì đúng là mình sẽ thấy rằng là nó hơi dài đúng không ạ, cắt ra từ VC thì nó sẽ là gọn gọn hơn. Đấy, nó sẽ dễ ôn tập hơn. Dạ không, thì ôn VC là thông thường em làm là học trên VC là chủ yếu, là học trả lời xong cái câu này xong là qua câu khác. Dạ nó dễ hơn là học trên PDF. Ok. Thế thì mình sẽ chuyển lại cái này cho bên phía admin, họ sẽ xử lý giúp mình nhé. Vì cái này nó liên quan đến form, đến format thôi. Cái này thì đôi khi một số cái lỗi, bởi vì mình có thể thấy rằng là cái file PDF này nó lên đến 223 trang. Do đó là việc mà mình gõ lại thì nó rất là khó. Cho nên là họ sẽ cần phải có một số cái form để làm. Đấy, thì một có thể là trong quá trình làm form thì nó bị sai sót một chút ở một vài câu. Đấy. Hai nữa là có thể là từ phía phần mềm thì khi convert nó cũng gây ra một số các cái vấn đề. Thế cái này thì mình sẽ báo họ rà soát lại. Đấy, và sẽ update lại trên cái file VC cho mình.
Zone 1 này, đúng không ạ? Rồi, bản thân ở trong Zone Data Center Dependent on Location Earth-West 2. Đấy. VM1 và VM2 sẽ vẫn available nếu như mà Earth-West 2 region trở nên unavailable, tức là với cái West 2 mà có vấn đề, đúng không ạ, mà trở nên có vấn đề thì VM1, VM2 vẫn hoạt động được, thì cái này chắc chắn là no rồi, bởi vì mình xem trong cái file này, trong cái file JSON này thì mình không thấy đề cập đến là redundant, đúng không ạ. Muốn redundant được kiểu này nó phải là zero redundant. Default của việc triển khai các cái deploy này ấy, thì nó sẽ là zone redundant, được chưa? Đấy, zone redundant. Thế thì cái câu cái nếu như mà Azure Data Center này ấy, nó không đề cập hẳn là zone này, nó cũng không đề cập hẳn là một cái region này. Region thì ở phía dưới thôi. Region nếu như cái cả cái US2 này có vấn đề không truy cập được nữa thì V1, V12 cũng sẽ không truy cập được, do là bên phía trên ấy không có cấu hình redundant ở Geo, đúng không ạ? Cho nên cái này sẽ là no. Còn cái phần này sẽ là yes ấy, bởi vì ý này người ta hỏi là theo dạng là zone rồi, đúng không ạ? Data center trong một zone rồi. Đấy, cái thiết bị có vấn đề thì bên trong zone nó vẫn được dự phòng, đúng không ạ? Vẫn được đảm bảo. Đấy. Vẫn được dự phòng, vẫn được đảm bảo. Thế thì cái này mình sẽ có các cái keyword, đấy là VM1, đúng không ạ? NL này. VM1 NL, rồi VNet1 này. Đáp án sẽ là VM1, VM2. Được chưa? Keyword. Thế thì VM1, VM2 có thể kết nối VNet, ok. Data center, đúng không ạ? Đấy. Data center trong zone nó có vấn đề thì VM1, VM2 vẫn được dự phòng. Đấy là default. Còn từ cả một cái region có vấn đề thì VM1, VM2 không được dự phòng. Nó cũng sẽ kéo theo, đúng không ạ? Không sử dụng được. Đấy, kéo theo sẽ là không sử dụng được. À đây, đúng không? Data center có vấn đề thì VM1 hoặc VM2 vẫn sử dụng. Bởi vì đây mình nhìn thấy này, VM1 là zone 1, VM2 là zone 2. Như vậy nếu như một zone có vấn đề, một data center có vấn đề thì hoàn toàn là cái zone còn lại nó vẫn có thể hoạt động được, đúng không ạ? Đấy, vẫn tiếp tục đi vào hoạt động. VM1 có vấn đề thì VM2 vẫn hoạt động. Zone 1 có vấn đề thì zone 3 vẫn hoạt động. Được chưa? Còn khi cả một region, tức là tất cả 3 zone, đúng không? Tất cả các data center đều có vấn đề thì cả 1, cả 2 thì đều không chạy được nữa. Được chưa? Thì sẽ lúc này sẽ là no. Rồi, tiếp theo này. Đấy, bạn có một cái Azure subscription tên là subscription 1. Subscription 1 thì nó chứa các cái resource group như sau: RG1, RG2, RG3. Đúng không? Lần lượt ở các region, đấy là Tây Âu này, đúng không ạ? Bắc Âu này, rồi French Central này, đúng không ạ? French Central áp dụng các policy lần lượt tương ứng 1, 2, 3. RG1 thì có một cái web app tên là web app 1. Web app 1 thì được đặt ở West US này, cũng là Tây Âu. Thế thì mình mu, đúng không ạ? Đấy, bạn phải mu cái web app 1 này sang RG2 thì cái hành động này, đúng không ạ, cái hiệu quả gì, đúng không, cái ứng dụng nào, hiệu ứng nào nó sẽ được mu theo, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây thứ nhất, app service plane cho cái web app 1, đúng không ạ? Vẫn duy trì ở phía WordUS, trong khi policy 2 thì được áp dụng. Được chưa? Đấy, cái điều gì được áp dụng này? Thứ nhất là app service plane thì vẫn ở region là West Europe, đúng không ạ? Tây Âu. Nhưng policy áp dụng lúc này nó sẽ là theo policy của RG2. Đấy, tức là nó không thay đổi region mà nó chỉ thay đổi policy. B là app service plane cho web app 1 thì được chuyển sang North Europe và policy 2 áp dụng cho web app 1. Được chưa? Tức là chuyển cả region, cả policy. C là vẫn giữ nguyên region, đúng không ạ? Và giữ nguyên policy. À, thì cái này chắc chắn là mình có thể loại bỏ rồi, bởi vì bây giờ nó đã di chuyển sang RG2 rồi. Thế thì mình sẽ phải có là một là thay đổi region, hai là thay đổi policy, ba là thay đổi cả hai. Được chưa? Đấy. D là application được chuyển sang node 1 nhưng policy thì vẫn áp dụng. Policy 1 vẫn áp dụng thì hai cái cuối này chắc chắn là mình loại bỏ. Đúng không ạ? Đây hai đáp án không chính xác rồi. Đấy. Không chính xác rồi, đúng không ạ? Và đây mình sẽ có thứ nhất là region giữ nguyên, policy thay đổi.
thứ hai là reason thay đổi, đúng không ạ? Và policy cũng thay đổi. Thì đáp án chính xác của mình thì sẽ là policy thay đổi thôi. Policy thay đổi thôi. Được chưa? Đấy, còn app service plane thì nó vẫn chạy ở West Europe. Được chưa? Nó vẫn chạy ở West Europe. Đấy. West Europe muốn nó, tức là nó cũng sẽ có cái, một cái câu hỏi phía sau này nhá. Tức là mình muốn là đổi host, đúng không ạ? Đổi host. Tức là giả sử mình tạo ra một cái máy ảo này. Máy ảo này sẽ chứa trên một cái máy thật, đúng không ạ? Thế bây giờ mình muốn đổi host này. Máy ảo này không chứa ở cái host này nữa mà chuyển sang host khác. Đấy, thế lúc này mình đấy, lúc này mình sẽ cần phải redeploy, đúng không ạ? Redeploy. Đấy, redeploy. Đấy, thì cũng giống như việc là cái service này thôi, khi đã được chạy, được tạo ra ở West Europe rồi thì nó cũng sẽ vẫn giữ ở trên cái host đó. Vẫn giữ ở trên host đó, đúng không ạ? Thì khi mình chuyển sang một cái resource group khác thì cái host nó vẫn giữ nguyên nhé, vẫn ban đầu. Được chưa? Ứng dụng vẫn chạy trên cái host đó và vẫn theo cái reason đấy. Chỉ có điều là policy lúc này thì nó sẽ được áp dụng theo cái reason mới. Được chưa? Cho nên cái đáp án của mình sẽ là đáp án A. Được chưa? Đáp án A. Đấy. Keyword của mình sẽ là web app 1 RG2. Web app 1 đến RG2 này. Mu web app 1 đến RG2. Và đáp án của mình sẽ là reason thì giữ nguyên, policy thì thay đổi. Được chưa? Đấy, câu số 28. Bạn có một cái Azure subscription, tên là subscription 1 và có subscription ID. Đây, được chưa? Đấy, bạn tạo ra một cái role-based asset control tên là CR1. Được chưa? CR1 cần phải đảm bảo các yêu cầu sau. Đấy, có thể gán, chỉ có thể gán resource group. Đúng không? Chỉ có thể gán cho các cái thành viên, chỉ có thể gán cho các cái resource group nằm trong subscription 1 thôi. Được chưa? Đấy, chỉ có thể được gán với các cái tài nguyên, các cái resource group trong subscription 1. Đấy, ngăn chặn việc quản lý truy cập permission cho các resource group, đúng không ạ? Tức là không cho phép truy cập vào cái truy cập vào permission, không cho phép quản lý việc truy cập vào permission của resource group. Đấy, cho phép view, cho phép create, cho phép modify và xóa các tài nguyên của resource group. Thế thì với cái này thì mình thấy rằng là nó sẽ phù hợp với đặc quyền contribute, đúng không ạ? Đấy, contributor. Rồi, mình cần phải chỉ định cái assign scope và permission và thành phần permission tương ứng cho CR1, đúng không ạ? Đấy, để trả lời thì mình sẽ tiến hành chọn trong các cái vùng. Đây, assign scope, assignable scope, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây mình muốn là gì ạ? Áp dụng cho tất cả các cái group nằm trong, đây này, các group nằm trong subscription 1, cho nên cái phạm vi áp dụng của mình ấy sẽ là phải là toàn bộ subscription 1, đúng không ạ? Chứ không phải chỉ dành cho một resource group nào đó. Được chưa? Không phải dành cho một resource nào, resource group cụ thể. Cho nên cái này thì mình sẽ chọn là suộc này, subscription này, sau đó là ID của subscription. Được chưa? Tác động vào tất cả các đối tượng con bên trong cái subscription này. Về permission, permission thì hành động của mình sẽ có là gì? Ở đây sẽ là Microsoft action này, đúng không ạ? Additional permission. Đấy, permission lúc này thì nó sẽ có quyền là authorization này, rồi resource và security. Security. Thế thì lúc này quyền của mình sẽ phải là quyền authorization. Microsoft authorization, đấy là giấy phép, đúng không ạ? Có khả năng phân quyền. Đấy, được phân quyền. Được phân quyền. Được chưa? Đấy, cái này mình công nhận và nhớ thôi, đúng không ạ? Đấy, nhớ. Thứ nhất là nó áp dụng cho tất cả đối tượng nằm trong subscription này. Thứ hai, quyền mình cần gán đấy là Microsoft authorization. Được chưa? Microsoft authorization. Đấy, câu số 29, bạn có một cái Azure subscription này. Có một cái Azure subscription user, đúng không ạ? Truy cập vào các cái tài nguyên trong subscription này đấy, từ home hoặc là từ các cái site của khách hàng, đúng không ạ? Có thể truy cập được vào từ home hoặc site khách hàng. Với việc truy cập từ home, từ nhà, đúng không ạ? User phải thiết lập cái kết nối là point to point, point to site, tức là phải thiết lập VPN để có thể truy cập lên trên tài nguyên của Azure, đúng không ạ? User từ phía khách hàng thì cần phải truy cập thông qua site to site, tức là có thể là cho phép work from home, đúng không ạ? Hoặc là cho phép làm việc remote, làm việc từ xa. Đấy. Thế thì để truy cập được các nguồn tài nguyên trên Azure yêu cầu là phải VPN. Một là VPN client to site, hai là VPN site to site. Được chưa?
Rồi, mình có một cái app này, tên là app 1, chạy chạy trên một số các cái virtual machine. Với nền tảng là Windows 2016, mình cần đảm bảo rằng kết nối đến app 1. Được chưa? Kết nối app 1 sẽ được phân phối, đúng không ạ? Sẽ được phân phối lên trên tất cả các cái virtual machine này. Thế thì hai cái possible Azure service mình có thể sử dụng, tức là hai cái dịch vụ có thể đáp ứng được những cái điều này. Được chưa? Hai cái dịch vụ đáp ứng. Đấy. Đảm bảo rằng là có VPN này, đảm bảo rằng là để kết nối vào cái ứng dụng của mình ấy thì có cân bằng tải, mình hiểu như vậy. Cân bằng tải, đúng không ạ? Thế thì mình cần chọn ra hai cái dịch vụ đáp ứng điều này. Đầu tiên đấy là Internal Load Balancer. Thứ hai là Public Load Balancer Azure Content Delivery Network, hay còn gọi là CDN, đúng không ạ? Hay là Traffic Manager. Và cuối cùng đấy là Azure Application Gateway. Cái này thì ở trong cái bài số 7, đúng không ạ? Module số 7 của AZ104 mình có đề cập đến rồi. Về Traffic Manager thì mình có hai loại cân bằng tải, đúng không ạ? Cân bằng tải theo lớp 3, 4, layer 3, layer 4 theo IP port. Rồi cân bằng tải theo layer 7, đúng không ạ? Cân bằng tải theo layer 7 chính là Application Gateway. Đấy. Thế thì cái này thì mình sẽ chọn, đấy là Internal Load Balancer, hoàn toàn là nó làm được, hoặc là Azure Application Gateway, được chưa? Azure Application Gateway đều cung cấp cơ chế là cân bằng tải. Đấy. Thông qua frontend IP, sau đó định nghĩa các cái đối tượng backend, đúng không ạ? Backend pool. Đấy, để nó có thể là forward các traffic lần lượt vào các đối tượng bên trong. Rồi câu số 30 này. Cái này thì phần keyword nhé. Phần keyword thì mình sẽ có là cái phần keyword ấy, thường nó sẽ xuất hiện ở trong cái solution. Thường xuất hiện trong solution hoặc là trong cái câu hỏi, được chưa? Hoặc là trong cái phần đề bài ấy, thì nó sẽ là thường là các cái số. Thường sẽ là các số. Ở đây thì mình có thể để ý keyword nó sẽ là hai possible Azure service, được chưa? Hai cái dịch vụ trên Azure có thể làm được những cái điều này, có thể thỏa mãn được. Thứ nhất là hai loại, đây sẽ là hai loại cân bằng tải, nó gọi là load balancer. Thì mình sẽ có là internal load balancer hoặc là application gateway. Để chưa? Application gateway. Đấy, application gateway. Internal, đúng không ạ? Bởi vì là các cái service của mình là đặt ở phía bên trong của Azure, đúng không ạ? Bên trong Azure. Rồi câu số 30 này. Đấy, mình có một cái Azure subscription và có 100 virtual machine. Đây chính là keyword rồi, đúng không ạ? Có 100 máy ảo. Bạn cần phải nhanh chóng xác định đúng không ạ? Các cái máy ảo, các cái máy ảo có thể có các cái service, đúng không ạ? Được thay đổi. Đấy, mà LED offering. Đúng không? Thế thì mình cần làm những cái điều gì? Đấy, có 100 máy ảo này, đúng không ạ? Cần phải xác định, cần phải nhanh chóng xác định các máy ảo sử dụng kém, tức là kém sử dụng, được chưa? Đấy, và có thể thay đổi dịch vụ, thay đổi có thể thay đổi dịch vụ sang một cái nó rẻ hơn, đúng không ạ? Sang một cái nó rẻ hơn. Đấy. Đúng không? Tức là về mặt chi phí ấy, mình muốn là thay đổi sang một cái offer, sang một cái tức là một cái recommend, đúng không ạ? Từ phía Azure họ nó sẽ có một cái phần về báo cáo chi phí này, và cũng sẽ recommend mình, thứ nhất là dùng cái dịch vụ này thì nó có vẻ như là đang khá là lãng phí, đúng không ạ? Có thể chuyển sang một cái dịch vụ nó tương đương, đúng không ạ? Mà chi phí nó sẽ thấp hơn bằng cách các cách sau, đúng không ạ? Thì nó nằm ở mục nào? Monitor chắc chắn là không phải rồi, đúng không ạ? Matrix cũng vậy, Matrix và monitor cùng một loại. Đấy. Customer Insight nó cũng thế, để chưa? Đều là về monitor. Cái này thì nó sẽ là thuộc về phần advisor. Để chưa? Advisor nó sẽ phân tích và đưa ra các cái đánh giá. Đấy, phân tích đưa ra các cái đánh giá về chi phí, sau đó nó sẽ có recommend, đúng không ạ? Khuyến cáo mình nên sử dụng cái nào. Rồi, với câu số 31 này, đấy, bạn có một cái Azure Active Directory, Azure AD Tenant, đúng không ạ? Mình cần tạo ra Conditional Access Policy, tức là cần phải tạo ra một cái policy mà yêu cầu tất cả user phải sử dụng
xác thực đa yếu tố khi mà truy cập lên trên portal, được chưa ạ? Đấy, cần phải tạo ra một cái điều kiện, đúng không ạ? Một cái policy để yêu cầu tất cả user khi truy cập portal phải xác thực đa yếu tố. Thế thì mình phải làm 3 cái hành động cụ thể sẽ là gì, đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ phải chọn 3 hành động phía dưới. Đấy, 3 hành động mình cần làm là gì này, được chưa ạ? 3 hành động cần làm. Đây, name này, cần phải có tạo policy ấy, đúng không? Thế thì ở đây mình nhìn thấy đầu tiên là assignment user group cần phải chọn này, đúng không ạ? Cho các đối tượng nào này. Đấy, thì sẽ chọn có thể là tất cả user, đúng không ạ? Rồi cho cloud app này. Rồi access control. Đúng không ạ? Access control. Đấy, policy 1. 3 hành động cần làm, đúng không? Thứ nhất là chọn user group, thứ hai là dành cho ứng dụng nào, nó chính là cloud app, chính là portal, đúng không ạ? Thứ ba là access control, tức là việc phân quyền, thì sẽ có sự gán quyền, có sự grant, có sự trao quyền, đúng không ạ? Trao quyền. Đấy, xác thực đa yếu tố. Thế cái này keyword của mình sẽ là policy, đúng không ạ? Require multi factor authenticator. Đấy, policy require multi factor authenticator. Và lần lượt mình cần phải chọn trong assignment sẽ là user group, sẽ là cloud app, đúng không ạ? Chọn đối tượng cần áp dụng các cái policy này, tất cả user, đúng không ạ? Cloud app, đấy, trên portal này. Và phần access control, đúng không ạ? Cần có sự phân quyền trong đó. Rồi, có một cái Azure Active Directory tenant tên là console on microsoft.com. Đấy, user administrator role, đúng không ạ? User administrator role, role quản lý user được gán cho admin 1, đúng không ạ? một cái đối tác phía bên ngoài, đúng không ạ? Đấy, có Microsoft account, đấy là user 1 a@outlook.com. Đấy, admin 1 thì cố gắng mời cái invite cái user này, invite cái external partner này đăng nhập vào Azure AD tenant, đúng không ạ? Và nhận được một cái error message, một cái thông báo lỗi. Đấy là unable, không cho phép mời user 1 outlook.com. Đấy, generic authorization exception, đúng không ạ? Đấy, phần quyền exception tức là phải có một cái ngoại lệ, đúng không ạ? Cần phải có một cái ngoại lệ. Thế thì mình cần phải đảm bảo rằng là admin 1 có thể invite được, admin 1 có thể invite được partner vào trong Azure AD. Đấy, thế thì mình cần phải làm là gì? Thế thì mình hiểu rằng là cái thông báo lỗi này nó đang liên quan đến vấn đề một số các cái policy, đúng không ạ? Giữa console on microsoft.com, giữa Azure AD tenant với cái partner bên ngoài, đúng không ạ? Với partner bên ngoài. Thế thì mình cần phải cấu hình về cái sự tương tác, đúng không ạ? Có thể về chớt, về được quyền hay không, đúng không ạ? Được phép có thể là assign cho một cái đối tượng bên ngoài hay không. Đấy, thế thì các đáp án này từ phía user blade, đúng không ạ? Từ cái mục user thay đổi external collaboration setting, đúng không ạ? Có khả năng là chính xác, đúng không? Mình cảm giác khá là đúng. Đấy, tức là cấu hình lại các cái external collaboration, các cái kết nối, các cái kết hợp với các đối tượng từ bên ngoài, đúng không ạ? Từ custom domain, add custom thì cái này nó không liên quan gì rồi, đúng không ạ? Add custom thì nó không liên quan rồi, đúng không ạ? Chỉ là custom chỉ là đổi cái phần onmyshop.com sang cái tên miền phù hợp với cả on-premise của mình thôi, đúng không ạ? Cái này thì là tên miền của Myshop rồi, cho nên là thay đổi thì nó không đem lại ý nghĩa, đúng không ạ? Từ organization relationship blade, add identify provider, cái này thì cũng không chính xác lắm, đúng không ạ? Bởi vì cái provider thì lúc này nó chính là Myshop rồi, đúng không ạ? Chính là Microsoft rồi, đúng không? Cho nên không phải là việc thay đổi này nữa. Từ role và administrator blade, từ trong cái mục role ấy, mình sẽ thêm quyền security administrator role cho admin 1. Thì cái thông báo lỗi ấy, thì nó không liên quan đến cái vấn đề về quyền, đúng không ạ? Đấy, thì mình thấy nó không liên quan đến vấn đề về quyền, đúng không? Cho nên chưa phải là việc mà cần phải cấp thêm quyền cho admin 1, mà nó thông báo là liên quan đến vấn đề authorization access exception, đúng không ạ? Tức là có thể nó sẽ là các cái chính sách giữa hai cái miền này thôi, giữa hai cái tenant này thôi, đúng không? Và mình cần phải modify lại cái external collaboration, được chưa? Đấy, thế thì cái keyword của mình ấy sẽ là user 1 này a@outlook.com này,
Đấy chưa? Và đáp án của mình sẽ là User Blade, đúng không ạ? Modify External Collaboration. Rồi bạn có Azure Subscription này, link với cả Azure Directory Tenant. Đấy. Tức là trong Azure AD ấy, thì mình có subscription, mình có cái vé, đúng không ạ? Cái tenant này thì bao gồm user account tên là user 1. Thì mình cần đảm bảo rằng là user 1 có thể gán policy cho tenant root management group, đúng không ạ? Có thể gán được group, có thể gán được một cái policy nhá cho cái nhóm lớn nhất, đúng không ạ? Nhóm root management group. Thì đây chính là keyword luôn này. Root management group. Để gán được này thì chắc chắn phải là quyền cao nhất. Bởi vì đây là cái nhóm cao nhất chứa các subscription, đúng không ạ? Đấy, chắc chắn phải là quyền cao nhất. Chắc chắn phải là quyền cao nhất trên cái tenant này. Chắc chắn phải là quyền cao nhất trên cả tenant. Được chưa? Đáp án A là gán quyền owner role cho subscription. Đấy, owner của subscription thì nó không thể nào mà, bởi vì là subscription là được chứa trong managed group, cho nên mình có quyền của đối tượng con của managed group ấy, thì không thể nào mà tác động lên tác động một cái policy lên managed group được. Cho nên cái đáp án A này là loại. Assign owner role cho Azure subscription, cái này cũng như vậy, đúng không ạ? Cái này như vậy, hai cái này sẽ là loại, không cần biết hành động phía sau là gì, nhưng cái này là không đúng. Tiếp theo là gán global admin role cho user 1, như vậy là nó sẽ có quyền global admin trên tenant Azure Active Directory, đúng không ạ? Tức là gần như là quyền này chưa là quyền lớn nhất rồi. Và như vậy thì là managed group, root managed group nằm trong tenant cũng sẽ phải chịu sự ảnh hưởng, đúng không ạ? Và cũng sẽ có thể là chịu các cái policy do account 1, đúng không ạ? User 1 triển khai, được chưa? Đấy, sau đó là hướng dẫn user 1 có thể cấu hình để mà quản lý Azure resource. Đấy, thì cái này là chính xác, đúng không ạ? Cái này là chính xác. Rồi tạo mới một managed group, sau đó là delete user 1, delegation, đúng không ạ? Sau đó là trao quyền user 1 có thành quyền owner của managed group. Cái này không phải, bởi vì mình cần phải là root managed group thôi, đúng không ạ? Root managed group bắt buộc mình phải là global admin nhé, global admin của tenant. Đấy, của cái tenant đó. Rồi với câu số 34, bạn có một cái Azure AD có tên là Adatum thì có chứa group như trong bảng này, group 1, group 2, group 3 này. Group 1, group 2, group 3 theo kiểu là SQT hay là Office 365 này. Gán các thành viên theo dạng như là Dynamic User, đúng không ạ? Dynamic User. Dynamic User hoặc là Assign, tức là gán thủ công. Đấy, mình tạo ra hai user account. Đấy, được cấu hình như bên dưới này, user 1. Được chưa? Theo các thành phố của Australia, đúng không ạ? Department HR hay là Marketing. HR Marketing. Office 365 License được gán thì U1 có, U2 không. Đấy. Thế thì cái group mà U1 và U2 sẽ thuộc về thì nó sẽ là gì, đúng không ạ? Nó hỏi yêu cầu mình là U1 thuộc group nào, U2 thì sẽ thuộc group nào. Đấy. Như vậy thì U1 sẽ liên quan đến Office 365, đúng không ạ? Office 365. Đấy, U2 thì sẽ không có license của Office 365. Microsoft Office 365 Member Rule. Đây này, mình sẽ theo rule này. Hai cái dynamic này. User City start with M. Tức là tất cả các thành phố bắt đầu bằng chữ M. Tất cả những user mà phần City khai báo ấy, bắt đầu bằng chữ M thì được add tự động vào Security Group. Như vậy là đây, timer nó sẽ được tự động add vào trong group 1. Tự động add vào trong group 1. User department not in human resource thì sẽ được add group 2. Như vậy U2 không chỉ còn là thành viên của cả group 2 nữa. Được chưa? Còn cái này là assign thì mình gán thủ công. Đây, U1 đây, group 1 only, U2 cả group 1, group 2, đúng không ạ? Như vừa rồi mình phân tích. Đây này, theo cái rule của nó này. Group 3 này nó đưa vào giống như là một cái phân tâm thôi, đúng không ạ? Vì đây là gắn thủ công cho nên mình không quan tâm. Thế thì cái group 1 ấy, tất cả city bắt đầu bằng M thì là group 1, như vậy sẽ bao gồm cả 1 cả 2, cả U1 U2. U1 U2 đều thuộc group 1. Được chưa? Department mà không phải HR human resource thì sẽ là thành viên group 2. User 2 thỏa mãn. Như vậy user 1 thuộc về group 1, user 2 thuộc về cả 1 cả 2. Đấy, thì mình sẽ chọn tương ứng như vậy. Được chưa?
Rồi câu số 35. Câu số 35. Dạ, mình có một cái hybrid deployment đúng không ạ? Triển khai dạng hybrid của Azure AD chứa các user như trong bảng. User 1 là member này, member, user 2 member, user 3 là guest. User 1 là Azure AD, user 2 là thuộc về Active Directory Domain Service, đúng không ạ? Local AD. User 3 là thuộc về Microsoft Account. Đấy, online thôi, đúng không ạ? Đấy, bạn cần modify job title và user location attribute, cần thay đổi thuộc tính job title và user location của các user, đúng không ạ? Để user có thể là modify thuộc tính từ phía Azure AD, được chưa? User có thể modify các thuộc tính từ phía Azure AD. Thế thì mình sẽ chọn các cái thành phần bên dưới. Đấy. Để có thể thay đổi thuộc tính từ phía Azure AD. Từ phía Azure AD. Đấy. Job title này. Job title. U location. Job title U1 và U3. U1 và U3. Đúng không ạ? U1 và U3. Đây, mình cần phải thay đổi các cái thuộc tính là job title và location nhé. Thế thì những cái thuộc tính nào có thể thay đổi từ phía Azure AD? Tức là từ phía mình hiểu tưởng tượng giống như là mình đăng nhập vào portal thôi, đúng không ạ? Mình đăng nhập vào portal, mình thay đổi thuộc tính job title, mình thay đổi thuộc tính là user location. Được chưa? Thì mình thay đổi cho những user nào được? Thế thì rõ ràng là Azure AD hoàn toàn thay đổi được. Rồi U3, Microsoft Account thay đổi được, đúng không ạ? Dạng là guest. Đấy, hoàn toàn là truy cập vào và thay đổi thuộc tính này được thôi, đúng không ạ? Cho nên là job title thì U1, U3 được. U1, U3 được, được chưa ạ? U1, U3 được. U1, U3 được. U-location. 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 Job title. Bởi vì là user ở phía Active Directory, đúng không ạ? Thì nó sẽ đồng bộ một số các thuộc tính lên trên Azure. Đồng bộ một số các thuộc tính lên trên Azure thôi. U location thì tất cả user này đều tiến hành là chỉnh sửa được từ phía Active Directory. Đúng không ạ? Cái này nó sẽ liên quan đến vấn đề, mình hiểu là đối với portal thì 1, 3 là chắc chắn rồi, đúng không ạ? User 1, user 3 là chắc chắn thay đổi được rồi. Đấy, 2 thì nó sẽ tùy thuộc vào một số các loại thuộc tính. Đấy, trong đó là U location, đúng không ạ? Thì có thể thay đổi, chỉnh sửa được. Nhưng job title thì không. Đấy, đây sẽ là 1, 3 và 1, 2, 3. Đấy, 1, 3, 1, 2, 3, đúng không ạ? Đấy, thì cái keyword của mình ấy có thể là nằm ngay trong cái phần là earlier answer nhé, cái phần trả lời câu hỏi, à trả lời đáp án, cái phần đáp án, được chưa? Như là job title, đúng không? U location, thì cái này sẽ là U1, U3. Đấy, phía location sẽ là 1, 2, 3. Rồi, tiếp theo là hỏi yes, no, được chưa? Đấy, mình cần đảm bảo rằng là Azure AD, user tên là admin1 được gán quyền để cho phép, được gán quyền cần phải được gán role để có thể enable traffic analyze trên Azure subscription. Để chọn giải pháp của mình là mình gán quyền network contribute role ở subscription cho admin1 thì là chính xác rồi, đúng không ạ? Mình cần phải quản lý traffic, phải phân tích traffic trên subscription thì đây mình cho quyền là network contributor, để chọn network contributor trên admin1, đúng không ạ? Đấy, network contributor. Thì cái này sẽ là yes nhé. Đây sẽ là yes. Keyword của mình sẽ là traffic analyze và network contributor. Đấy, admin1 yes, đúng không ạ? Được thay đổi chỉnh sửa, đương nhiên nó sẽ là view được cái traffic, enable được cái traffic analyze rồi, đúng không ạ? Không chỉ view mà bật lên được. Câu số 37 thì giống như vậy này, đúng không ạ? Cần đảm bảo rằng là admin1 được gắn quyền để enable. Ở đây thì nó đưa ra là owner. Thế thì owner nó còn trên cả quyền contribute, đúng không ạ? Nhiều quyền hơn contribute thì chắc chắn contribute đã được rồi, thì cái này nó cũng sẽ là yes. Được chưa? Owner cũng sẽ là yes. Đấy, cũng sẽ là yes. Được chưa? Cũng sẽ là yes.
Tiếp theo mình có thể là gán quyền để, gán quyền để có thể enable traffic analyze, cũng vẫn là ba câu này đúng không ạ? Trên Azure subscription gán quyền là read the role cho subscription, tức là đọc các thông tin đúng không ạ, ở đọc các thông tin reader thôi đúng không ạ, trong subscription cho admin 1 reader đúng không ạ, reader. Đấy, reader đúng không ạ? Đấy, reader thì đáp án nó vẫn là yes. Reader thì vẫn là yes. Đấy, traffic analyze so subscription 1 để có thể là enable traffic analyze. Đúng không ạ? Đấy, gần như là cái quyền traffic analyze chỉ là view các thông số thôi, đúng không ạ? Đọc các cái phân tích, đọc các cái thông số về traffic thôi. Đấy, cho nên là quyền reader hoàn toàn vẫn có thể là truy xuất, đúng không ạ? Vẫn có thể lấy được các cái dữ liệu này. Như vậy là gần như là chỉ có cần quyền reader thôi. Thế thì các quyền như là contributor này, rồi owner này, nó đều chứa các quyền này. Đúng không ạ? Như vậy với câu hỏi là traffic analyze, đúng không? Traffic analyze cho Azure subscription, thế thì các solution của mình từ reader trở lên thì đều là yes. Đấy, đều là yes này. Được chưa? Đều là yes. Đấy, rồi, ok. Câu số 39 đúng không ạ? Bạn có một cái Azure subscription chứa user tên là user 1, cần phải đảm bảo rằng là user 1 có thể triển khai deploy ra một máy ảo đúng không ạ? Và một manage virtual disk, virtual network và có thể quản lý được cái virtual network. Thế thì solution đưa ra để đảm bảo rằng là quyền được cấp là vừa đúng không ạ, với thấp nhất ấy, mức độ quyền được cấp là thấp nhất vừa vặn nhất đúng không ạ. Đấy, thế thì cần đưa ra là gì, cần phải gán cho user 1 là gì. Ở đây mình có là owner thì nhiều quá đúng không ạ, ở đây chỉ cần là deploy một máy ảo, tức là tạo ra được máy ảo thôi, tạo chỉnh sửa máy ảo rồi chỉnh sửa cấu hình của network thôi. Còn owner nó còn có thể là gì ạ, phân quyền được nữa, gán quyền nữa. Virtual Machine Contributor thì mình thấy rằng là thiếu, đúng không ạ? Chỉ là Contributor tạo máy ảo thì ok, nhưng mà Manage Virtual Network thì không có, không được, đúng không ạ? Rồi Virtual Machine Administrator Login thì càng không được rồi, đúng không ạ? Càng không được rồi. Ở đây nó phải là quyền Contributor. Đấy chứ ạ? Contributor. Đấy, Contributor với cái subscription của mình, đúng không ạ? Thì khi mà Contributor rồi thì hoàn toàn mình có thể là deploy được Virtual Machine và quản lý được cả virtual network nữa. Ba đáp án kia là sai rồi, đúng không ạ? Owner thì thừa thãi rồi. Đấy, phải là contributor. Đấy, câu số 40, bạn có một Azure AD tenant chứa ba global admin tên là admin 1, admin 2, admin 3, ba global admin của tenant. Đấy, tenant thì được associate với Azure subscription, được liên kết với một cái subscription, đúng không ạ? Asset control cho, tức là phân quyền đấy, hay là IAM hay là role-based asset control đấy, đúng không ạ? Cho subscription này được cấu hình theo cái bảng phía dưới. Đây, manage asset Azure resource đúng không ạ? Cho user này. All scope cho tất cả resource này. Group by role này. Role owner đúng không ạ? Như vậy là nó sẽ có quyền owner cho các all scope đúng không ạ? All scope này. Directory name này. Asset management. Như vậy là gần như nó có quyền owner đây này, có quyền owner với tất cả tài nguyên rồi, all scope này rồi. Đúng không ạ? Đấy là global admin mà. Đấy, thế thì cần phải trả lời câu hỏi như này này. Admin 1 có thể add admin 2 như là owner của subscription được, đúng không ạ? Bởi vì nó là owner của own scope rồi, owner own scope rồi. Cho nên là admin 1 có thể là gán quyền cho các user khác, đúng không ạ? Trong đó là có admin 2. Đấy, trong đó là có admin 2. Admin 3 có thể là add admin 2 như là owner của subscription. Cũng được rồi, đúng không ạ? Cũng được rồi. Admin 2 có thể tạo ra resource group ở trong subscription. Admin 2 có thể tạo ra subscription
Đấy, mình xem này, admin 3. 1 user, đây là admin 3. Theo phân quyền phía dưới, à đây. User này là chỉ có admin 3 thôi, đây này, chỉ có owner thôi, admin 3 là owner thôi. Đúng không ạ? Chỉ có admin 3 là owner nhé, cho nên là admin 3 gán quyền cho admin 2 là được. Đúng không ạ? Đây, đăng nhập bằng admin 1 và cấu hình, và cấu hình như phía dưới này, và cấu hình như bên dưới này. Như vậy là admin 1 nó sẽ có directory admin 1 a còng console.com admin 1 này, có thể manage access đến tất cả subscription và manage group trên directory. Đúng không ạ? Đấy. Có thể manage access, tức là giống như việc là admin 1 nó cũng là admin 1 và admin 3 là quyền cao nhất. Đấy, đây. Trên này nó chỉ có own scope này, tất cả các scope này với quyền owner này, nhưng chỉ dành cho admin 3 này. Phía dưới là nó chỉ dành cho admin 1 này. Như vậy là 1 và 3 thì có thể là gán quyền cho admin 2. Nhưng mà admin 2 thì ở đây phân quyền là đang không có gì, đúng không ạ? Đấy, cho nên là nó không thể tạo ra được resource group trong được subscription. Đấy, trong subscription. Được chưa? Đang không được gán quyền. Như trong phân quyền này thì là mình thấy rằng là như trong cái rollback set control này thì admin 2 là chưa được gán quyền. Đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ là no. Được chưa? Đấy, thì sẽ là no. Thế thì cái keyword mình có thể xem, đấy chính là phần trả lời câu hỏi luôn nhé. Đấy, sẽ là các admin 1, admin 2, admin 3 này. Admin 1, 2, 3. Đấy, câu trả lời sẽ là 1 và 3 thì có quyền, nhưng mà 2 thì không có quyền để thực hiện. Được chưa? Đấy, số 41, bạn có một cái Azure subscription tên là subscription 1, đúng không ạ? Có chứa một cái Azure virtual machine tên là VM1. VM1 thì nằm trong resource group RG1. Đấy, VM1 chạy service, đúng không ạ? Và sử dụng và deploy. Đấy. VM1 thì run service. Đấy, và deploy trong RG1. Mình cần phải đảm bảo rằng là service chạy trên VM1 có thể quản lý. Đấy, có thể quản lý RG1 bằng cách là identify VM1. Identify VM1. Đấy, from Azure Virtual Machine mình có thể là modify manage identify setting của VM1. Phải yêu quá. Của RG1 VM1 hoặc là policy setting. Đấy. Ni ơi. VM1 làm Ni. Run một cái script đúng không ạ? Đấy, mà sẽ gì mới phải hơi deploy reset để mà triển khai cái tài nguyên đến RG1 cần đảm bảo rằng là service chạy trên RG1 có thể quản lý được. Như vậy là cần sẽ cái này sẽ liên quan đến phân quyền, đúng không ạ? Để đảm bảo rằng là service chạy trên VM1, tức là VM1 chạy một cái service ấy, cái service này có thể deploy được các tài nguyên lên trên RG1, deploy tài nguyên ở bên trong RG1. Thế thì cần phải đảm bảo rằng là cái service này chạy làm được điều đấy, đúng không ạ? Làm được đấy bằng cách sử dụng identify trên VM1. Đấy, trên VM1 mình sẽ sử dụng identify. Ở đây thì sẽ có cho mình là thứ nhất, mình sẽ tiến hành là modify, cần phải chỉnh sửa manage identify setting VM1. Đúng không ạ? Cái này thì là đúng với cả cái yêu cầu họ đưa ra rồi, đúng không? Sử dụng identify, manage identify với VM1. Thứ hai là mình sử dụng IAM, asset control. Asset control setting với RG1, cái này thì không đúng rồi, đúng không ạ? Mình cần phải cấu hình trên VM1 rồi, đúng không ạ? Bằng cách là cấu hình hay là chỉnh sửa identify của VM1 này. Đấy. Thế thì cái asset control này là không đúng này, trên RG1 không đúng này. Asset control trên VM1 thì cũng không đúng, bởi vì cái này nó liên quan đến cái này nó sẽ liên quan đến là phân quyền truy cập vào VM1 thôi. Cái policy này cũng không đúng, đúng không ạ? Nó chỉ là policy áp dụng cho các tài nguyên của RG1 thôi. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ cần phải đáp án sẽ là manage identify của VM1. Manage identify. Keyword sẽ là identity VM1, đúng không ạ? Đáp án sẽ là manage identity setting VM1. Đấy, câu 42, đúng không ạ? Bạn có một cái Azure subscription mà chứa tài nguyên tên là test RG.
Đấy, sử dụng test RG này để validate Azure deployment. Đấy, test RG thì chứa các tài nguyên như sau. Được chưa? Test RG tức là có một cái group ấy, đúng không ạ? Chứa tài nguyên này. Đầu tiên là máy ảo VM1, thứ hai là Recovery Service Vault quản lý về backup, đúng không ạ? Đấy, VM1 thì chạy và cấu hình backup đến Vault 1 daily backup hàng ngày. Vault 1 thì làm nhiệm vụ là quản lý backup của VM1, rồi quản lý cái lịch backup, đúng không ạ? VNet1 tức là Virtual Network. VNet1 thì có resource lock, đúng không ạ? Tức là nó sẽ tiến hành là chặn khóa cái hành động xóa, tức là không thể xóa được tài nguyên trong VNet1. Thế thì mình cần phải thứ nhất là xóa cái test RG này đi. Cái này nó giống khá là giống với cả cái bài trước, đúng không ạ? Thì các bạn cứ nhớ là cái luồng để mình tiến hành là xóa được cái resource group ấy, thì bao giờ cái vault là cũng sẽ phải, cái service vault là sẽ phải không được chứa một cái tác vụ backup nào cả. Thế thì chắc chắn là cái vault này mình sẽ phải stop đi này. Stop các cái job backup đi. Stop các job backup đi. Được chưa? Stop job backup đi. Thứ hai nữa là VNet1 nằm trong RG. VNet1 lại đang khóa xóa, cho nên mình cần phải disable cái xóa đi. Được chưa? Hay là remove cái tính năng, hay là chuyển từ cái bỏ tích cái lock xóa đi, đúng không ạ? Đấy, thì là sẽ tiến hành là xóa thôi. Đấy. Đáp án A là modify backup config của VM1. Thì cái này không đúng, bởi vì là phải modify từ phía vault 1 cơ, đúng không ạ? Cho nên cái này là không đúng này. Thì đây là mình có thể loại trừ rồi, không cần phải đọc cái về tiếp theo nữa. B là remove resource lock VNet1. Đúng rồi, đúng không ạ? Xóa đi. Và xóa vào tất cả data trong vault 1. Đấy. Cái này thì chưa thực sự là chuẩn, mà nó cần phải là stop bỏ tất cả các cái job backup, đúng không ạ? Nhưng mà ở phần nào đó là, tức là ý có thể diễn đạt nó chưa đúng thôi, đúng không ạ? Thì mình có thể nốt lại này. Tiếp theo là turn off VM1 và remove VNet1. Cái này không được, được chưa? Mình xóa VM1 nhưng cái job backup trên vault ấy, nó vẫn còn ấy, là mình không xóa được, được chưa? Turn off VM1 và delete all data thì nó vẫn còn cái lock, đúng không ạ? Vẫn còn cái resource lock trên VNet1, cho nên là BC cũng loại. Như vậy là chỉ có B là gần với, tức là mang ý tưởng là đúng nhất, đúng không ạ? Bỏ xóa đi, bỏ lock đi, cũng đồng thời là bỏ tất cả các tác vụ, tất cả data, đúng không ạ? Bao gồm cả các cái tác vụ bên trong service vault. Đấy. Được chưa? Số 43, mình có một cái Azure DNS zone tên là adato.com. Mình cần phải delegate, cần phải phân quyền để có thể là tạo được sub domain tên là research adato.com, đúng không ạ? Đến một cái different DNS server trên Azure. Đấy, tức là phải delegation, được chưa? Delegation, phải trao quyền. Thì cái việc trao quyền này thì nó sẽ cần phải có một cái bản ghi về NS, cần phải có bản ghi về NS để khai báo về name server chứa thông tin của research, được chưa? Chứa thông tin của researchadatum.com. Đấy. Ở đây mình cần này, tạo ra NS record, đúng không ạ? Chứa thông tin của zone research này. Cần tạo ra PTR, cái này thì không phải, đúng không ạ? SOA không phải, tạo ra bản ghi IA không phải. Delegation cần phải có bản ghi đấy là NS, bản ghi quan trọng, được chưa? Thì keyword của mình ở đây nhé. Phía trên keyword là test RG này. Phía dưới keyword của mình sẽ là DNS, different DNS, được chưa? Different DNS. Đấy, different DNS và câu trả lời sẽ là tạo ra bản ghi NS. Đấy, mình nhớ là tạo ra NS record, bản ghi NS nhé. Đấy, bản ghi NS. Rồi, tiếp theo 4 drag drop này. Đấy, còn có một cái Azure Active Directory tenant tên là contoso.onmyshop.com. Được chưa? Đấy, có một cái domain tên là contoso.com đăng ký ở một cái nhà cung cấp tên miền, được chưa? Một cái bên khác. Mình cần phải đảm bảo chắc chắn rằng khi tạo ra user thì nó sẽ chứa phần suffix, phần đằng sau ấy của cái dấu a còng ấy sẽ là contoso.com, chứ không phải là, ví dụ tạo ra user u1 ấy thì sẽ là u1 contoso.com chứ không phải u1 a còng contoso.onmyshop.com, đúng không ạ? Thế thì ba hành động mình cần phải làm là gì theo thứ tự, được chưa? Cần phải làm là gì thì cái này giống như lúc nãy mình có nói rồi, đúng không ạ? Mình cần phải custom domain. Đấy, tạo ra bản ghi txt, tạo ra bản ghi mx sang bên phía DNS, đúng không? Mình sẽ tiến hành là add bản ghi này, một là txt, hai là mx, sau đó tiến hành verify
Đấy, tổng quan nó sẽ là theo cái dòng như vậy. Đầu tiên cần phải add custom domain, thứ hai cần phải add record đúng không ạ, txt hoặc là mx lên trên public hoặc zone, và thứ ba là mình cần verify. Đấy, add azu ad tenant là không phải thôi, config company không phải, tạo ra zone cũng không phải, ba này loại chỉ có ba cái hành động mình được tạo đấy thôi. Thứ tự thì chắc chắn cần phải là add zone rồi, add custom rồi, tiếp theo sẽ là cấu hình về record. Khi đầy đủ xong rồi thì sẽ tiến hành verify thôi, được chưa? Verify thôi. Đấy, verify thôi. Được chưa? Rồi. Tiếp theo sẽ là câu số 45. Bạn có một cái Azure subscription tên là subscription 1 đúng không ạ? Nó chứa một cái log analytics khá là giống với một câu trước đó rồi đúng không ạ? Cũng có log analytics này. Workspace nằm trong workspace 1 và mình cần phải view error log ở trong cái event 1, ở trong một cái name event đúng không ạ? Một cái name event. Thế thì cái query mình dùng là gì? Câu lệnh trước của mình là search đúng không ạ? Search in cái error ở trong event đúng không ạ? Câu lệnh này của mình sẽ phải là event. Sau đó là lọc ra search error. Đọc event này, lọc ra search error. Đấy. Cái này thì các bạn chỉ cần nhớ, có thể là nhớ một số các cái loại trừ đó. Đấy. Được chưa? Thế thì cái keyword của mình sẽ là view error event. View the error event. Đúng không ạ? Đấy. Và sẽ là event search error. Đúng không? Giống câu phía trước của mình sẽ là search error in event. Search error in event. Được chưa? Ok, rồi. Search error in event. Thì đấy là 45 câu trong bộ đề thứ nhất. Được chưa? 45 câu bộ đề thứ nhất. Bộ đề thứ hai của mình sẽ thầy giải thích lại cái câu 44 giúp em ơi. Đây đúng không ạ? Đúng rồi. À đây. Chỗ action với answer thấy hơi khó hiểu. Cái nào nhỉ? Phần nào khó hiểu thế ạ? Tức là mình chọn action trước thì xong rồi đến answer hay sao? Action à, không. Đây. Cái thứ tự này thì bạn ok đúng không ạ? Vâng. Đây nhá, câu hỏi của nó thì là mình có một cái miền như này đúng không ạ? Bây giờ mình cần phải custom lại để khi tạo user thì mình có thể là ra a@console.com chứ không phải là console on Microsoft nữa. Mặc định nó sẽ là on Microsoft, mặc định sẽ là các đối tượng con của on Microsoft. Đấy, thế thì bây giờ cần phải làm gì này? Thế thì mình sẽ có action nhé, là mình hiểu giống cái đề bài ấy. Chính là ABCD của mình ấy. Và answer chính là đáp án. Tôi chọn đáp án A, tôi chọn đáp án B, tôi chọn đáp án C. Thì ở bên này. Thế thì cái phần action đấy, cái này là chụp. Cái này là người ta đã chụp cái kết quả rồi, chụp cái phần làm bài rồi. Còn khi các bạn làm bài ấy, thì nó sẽ là một list ở dưới này nhé. Một list bên này sẽ là ô S custom này, bên này sẽ là ô add tenant này, bên này sẽ là ô config này, bên này sẽ là ô create này, bên này sẽ là ô verify, bên này sẽ là ô add record này, có thể nó sẽ xáo trộn hết lên. Thế thì mình cần phải chọn này, cái nào đầu tiên này thì mình sẽ chọn này, sau đó kéo sang bên này thả ra, được chưa? Nó gọi là kéo thả mà, kéo sang thả ra thì chọn cái đầu tiên là add custom, tiếp theo lại chọn đến cái add record này, chọn sang bên này kéo thả, chọn sang bên này kéo thả, ba cái dừng lại bởi vì trên này nó bảo là ba hành động, hiểu rồi. À, cái này thì là bởi vì là họ đã chụp cái phần làm bài rồi. Hiểu rồi. Okay. Cảm ơn thầy. Camera của họ ấy. Thì là họ sẽ đánh trượt luôn. Vâng. Liếc ngang liếc dọc thì họ